Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 58. Tần đại sư, xin lỗi, chúng tôi đến muộn. Đoàn Bảo Đông cười gượng nói, may mà Tần đại sư không sao, nhỡ may Tần đại sư xảy ra chuyện gì thì chắc bọn họ áy náy chết mất. Tần Lâm cười mỉm nói, tôi nói rồi, mấy người không cần đến, nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn. Bùi Lương cười phá lên, Tần đại sư, tôi thấy ở thành phố Đông Hải cậu mới là ông trời. Hai gia tộc võ đạo kia biết chuyện này xong nhất định sẽ run rẩy, ha ha ha. Đoàn Bảo Đông thực sự nể phục Tần Lâm, ông ta khó có thể tưởng tượng được trên đời lại có cao thủ lợi hại như này. Trong mắt ông ta, Tần đại sư là thần. Tần đại sư, cậu giỏi thật, tôi nể cậu quá, vô cùng kính nể cậu. Được rồi, đừng nịnh bợ nữa, đi về đi. Tối nay tôi chủ trì, mời mọi người uống rượu. Tần Lâm phất tay mỉm cười. Đám đàn em vui đến mức không khép nổi miệng, không hổ danh là Tần đại sư, đây mới là phong phạm của đại ca, mạnh mẽ uy nghiêm, ngay cả Đoàn Bảo Đông và Bùi Lương cũng phải ở sau lưng anh làm đàn em. Tần Lâm và mọi người rời khỏi nhà họ Chu, tuy nhiên sắc mặt của Chu Thái Lai lại vô cùng dữ tợn. Thù này không báo không phải quân tử. Chu Thái Lai cầm điện thoại lên, nhìn bóng lưng của Tần Lâm, hung ác nói, sau đó gọi điện cho cháu trai. Mặc dù Bùi Lương và Đoàn Bảo Đông không giúp được gì, nhưng Tần Lâm vẫn vô cùng cảm kích, anh mời bọn họ ăn bữa cơm. Cơm no rượu say xong, tối hôm đó, Tần Lâm nhận được điện thoại của Tô Văn Kỳ. Giọng của Tô Văn Kỳ ở đầu bên kia có hơi khổ sở. Cứu với, lão Tần. Tần Lâm hỏi. Sao vậy? Tô Văn Kỳ nói năng uyển chuyển, tỏ vẻ cầu xin. Tôi đang tham gia một buổi tiệc ở khách sạn lớn Khải Duyệt ở thành phố Đông Hải. Có điều nơi này nhiều ruồi nhặng quá, khiến tôi bực mình ghê, nên tôi mới hỏi anh xem có muốn đến đây với tôi không? Giúp tôi chặn lũ ruồi nhặng này cái. Tần Lâm cười nói. Nhớ tôi thì cứ nói thẳng, không cần mượn lý do như vậy đâu. Điên mới nhớ anh. Tô Văn Kỳ bĩu môi, lòng loạn như cào cào. Sau khi cô đến thành phố Đông Hải, người đầu tiên cô nhớ tới là Tần Lâm. Nói không nhớ anh, trong lòng cô chắc cũng hơi chột dạ đấy. Tần Lâm cúp máy, đi đến khách sạn lớn Khải Duyệt. Được, đợi tôi chút, tôi đi ngay đây. Một người đàn ông trung niên cười chạy đến chỗ Tô Văn Kỳ, ánh mắt mập mờ, không ngừng quét qua cơ thể của cô. Cô Tô, cùng uống một ly với tôi nhé. Tổng Giám Đốc Trần, xin lỗi, tôi không uống được nữa. Tô Văn Kỳ lắc đầu, lúc này cô đã uống 5 ly vang rồi, uống tiếp thì chắc nôn mất, hơn nữa mà bất tỉnh nhân sự thì tệ lắm. Đặc biệt là với một cô gái mà nói. Tổng Giám Đốc Trần cười khẩy nói. Không nể mặt tôi à. Cô Tô, tôi vẫn luôn thích cô uống rượu của Tổng Giám Đốc Trương, Tổng Giám Đốc Lý, Tổng Giám Đốc Lưu, chẳng nhẽ lại không uống của tôi à. Do tôi hay gì đây? Ha ha ha. Tổng Giám Đốc Trần nói gì vậy? Ha ha ha, Văn Kỳ đùa với ông thôi, không uống rượu của ai chứ sao có thể không uống rượu của Tổng Giám Đốc Trần được. Nghiêm Lê Lê cười nói, cô ta là người đại diện mới của Tô Văn Kỳ. Bây giờ Tô Văn Kỳ ngày càng hot, sắp bước ra thị trường quốc tế rồi, đương nhiên người đại diện cũng không gánh vác nổi. Nghiêm Lê Lê là người đại diện giỏi nhất trong nước, nhiều ngôi sao lớn đều được cô ta đưa ra thị trường quốc tế. Nghiêm Lê Lê nói nhỏ, ép Tô Văn Kỳ phải uống đến cùng. Mau uống đi, Văn Kỳ, lần này Tổng Giám Đốc Trần là nhà đầu tư lớn của chúng ta. Ông ấy mà rút đầu tư thì không ổn đâu, hôm nay có thể lấy được vai nữ chính hay không là nhờ cả vào cô đấy. Yên tâm đi, có tôi ở đây mà. Tô Văn Kỳ nhíu mày, nhưng Nghiêm Lê Lê cứ ép cô ấy uống, cô ấy rất tức giận, nhưng vì mặt mũi, đâu không thể cãi nhau với người đại diện được. Như thế thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Mà khoản đầu tư vào bộ phim lần này lên đến 1 tỷ, mục tiêu là nhằm vào thị trường quốc tế, vừa hay Tô Văn Kỳ lại phù hợp. Bữa tiệc rượu này sẽ quyết định có dùng Tô Văn Kỳ hay không, quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay nhà đầu tư. Bây giờ mặc dù Tô Văn Kỳ rất hot, nhưng ở trước mặt mấy tổng giám đốc, cô vẫn chẳng có địa vị gì cả, trong mắt người có tiền, cho dù cô có hot hơn nữa, thì cũng chỉ là con hát mà thôi, sao so sánh được với mấy ông chủ lớn. Hơn nữa lần này Tô Văn Kỳ phải tranh vai chính nên không thể chọc giận ông chủ lớn được. Thế còn được, hừ hừ. Tổng Giám Đốc Trần nhấp một hớp nhỏ, nụ cười vô cùng mập mờ, loại phụ nữ như Tô Văn Kỳ đúng là cực phẩm, nếu mà có được cô, cho dù mất 2 năm tuổi thọ cũng đáng, có điều lần này không được, có đại thiếu gia ở đây,
bọn họ chỉ có thể đứng bên xem. Tô Văn Kỳ đỏ mặt, ánh mắt hơi phiêu, cô bĩu môi nói. Chị Lê Lê, chị đừng rót rượu cho tôi nữa, tôi bực mình rồi đấy. Nghiêm Lê Lê liếc mắt nhìn cô, lạnh lùng hừ một tiếng. Trong lòng Tô Văn Kỳ không khỏi hiện ra mấy chữ này, Diệp Thiếu Gia là nhân vật chính của hôm nay, cũng là nhà đầu tư chính cho bộ phim. Nghiêm Lê Lê nói nhỏ bên tai Tô Văn Kỳ. Nhìn thấy chưa, Văn Kỳ, đây là Diệp Thiếu Gia, bá vương của Đông Hải, ở thành phố Đông Hải này, sự tồn tại của Diệp Thiếu Gia là độc nhất vô nhị, chỉ cần có quan hệ tốt với Diệp Thiếu Gia, bộ phim này, không ai cướp được vai chính của cô hết. Nghe rõ chưa, mau đi hầu hạ Diệp Thiếu Gia đi. Diệp Thiên Long cười mỉm nói. Cô là Tô Văn Kỳ sao? Đẹp lắm, được đấy, có tố chất làm ngôi sao lớn đấy, có vẻ như ánh mắt của Lê Lê không tồi đâu nhỉ. Tô Văn Kỳ nói. Cảm ơn Diệp Thiếu Gia đã khen. Diệp Thiên Long nói. Tôi không thích giả vờ giả vịt, cô đến đây uống với tôi mấy ly đi. Xin lỗi Diệp Thiếu Gia, tôi vừa uống mấy ly rồi, bây giờ tôi thực sự không uống được nữa. Tô Văn Kỳ cười gượng. Vừa nãy uống 6 ly với mấy ông chủ lớn, bây giờ cô sắp nôn đến nơi rồi, còn uống nữa chắc bất tỉnh nhân sự mất. Diệp Thiên Long nhíu mày, tất cả mọi người đều biết, Diệp Thiếu Gia nổi giận rồi. Cô nói gì vậy, Diệp Thiếu Gia mời cô uống là nể cô, nào, Văn Kỳ, mau kính Diệp Thiếu Gia một ly. Nghiêm Lê Lê vội vàng nhấc tay Tô Văn Kỳ, bây giờ không phải lúc để cô ấy nói không, nếu không khiến Diệp Thiếu Gia vui thì còn lâu mới lấy được vai nữ chính. Nhà đầu tư lớn nhất cho bộ phim này là Diệp Thiếu Gia, hơn nữa ở cả cái thành phố Đông Hải này, Diệp Thiếu Gia là đại thiếu gia thực sự, ai dám nói một chữ không chứ? Sao cái cô này không biết điều thế nhỉ? Diệp Thiếu Gia đến đây, người khác không nói, cậu ấy chỉ đích danh cô uống mấy ly với cậu ấy, đây là niềm vinh hạnh của cô đấy, vậy mà cô không biết điều đến vậy à? Có người trầm giọng chỉ trích Tô Văn Kỳ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đúng vậy, Diệp Thiếu Gia là người như nào? Chúng tôi muốn uống với Diệp Thiếu Gia mà không được, cô đúng là có phúc mà không biết hưởng, nếu là tôi, 10 bình tôi cũng không nhíu mày. Người trẻ tuổi bây giờ đều không biết điều vậy à? Cô quá rõ địa vị của Diệp Thiếu Gia rồi còn gì, sao cô lại không biết đạo lý đến vậy, thực sự nghĩ mình là bà Hoàng à? Cô là cái thá gì chứ, Diệp Thiếu Gia còn chưa nói gì đâu, cô chỉ là chư bát giới gặm móng heo thôi biết chưa? Mau nâng ly. Kính Diệp Thiếu Gia một ly, còn muốn gì nữa? Nghiêm Lê Lê trầm giọng nói, bọn họ không đắc tội nổi Diệp Thiếu Gia đâu, tất cả mọi người ở đây, ai mà không cúi người trước Diệp Thiếu Gia chứ? Chuyện dị năng. Mặc dù Nghiêm Lê Lê không biết thực lực thực sự của Diệp Thiếu Gia nhưng cô ta biết cả cái thành phố Đông Hải này, Diệp Thiếu Gia đã nói là làm, hơn nữa người ta đầu tư 1 tỷ lận, trước mặt mấy ông chủ lớn kia, cô là cái thá gì chứ? Tô Văn Kỳ này đúng là nghĩ mình là bà Hoàng thật, dám từ chối không uống rượu với đại gia, Nghiêm Lê Lê đúng tức phát điên mà. Tô Văn Kỳ liên tục lắc đầu, cô chóng mặt quá, còn uống tiếp chắc chắn sẽ nôn. Tôi thực sự không uống được nữa, chị Lê Lê, tôi cầu xin chị tha cho tôi lần này đi. Nghiêm Lê Lê cười khẩy nói. Không uống, không uống thì đến đây làm gì, nằm nhà ôm gối xem cửu vui vẻ còn hơn. Bây giờ Diệp Thiếu Gia thấy cô cũng được, muốn dìu dắt cô. Cô thì hay lắm, không biết tốt xấu, cô biết Diệp Thiếu Gia bận đến mức nào không? Cậu ấy dành thời gian uống ly rượu với cô là phúc ba đời nhà cô, chúng tôi đông thế này, mà Diệp Thiếu Gia chỉ ưng mỗi mình cô lại không biết điều như vậy, cô nghĩ mình có lỗi với Diệp Thiếu Gia không? Chị Lê Lê, tôi thực sự không uống được nữa, tôi. Tô Văn Kỳ vô cùng bực bội, cô đã từng tưởng tượng ra cảnh này rồi. Nhưng không ngờ Nghiêm Lê Lê nghiêm khắc như vậy, hơn nữa Diệp Thiếu Gia trông có vẻ không phải loại dễ dây. Diệp Thiên Long cười nhạt nói. Nếu đã vậy, tôi nghĩ bộ phim này phải thay diễn viên thôi, tôi thấy kỹ thuật diễn xuất của cô Tô cũng thường thôi. Nghiêm Lê Lê nhỏ giọng mắng. Mau lên, đừng không biết điều nữa. Được, tôi uống. Tô Văn Kỳ nghiến răng nghiến lợi, mặt mày tái xanh, bưng ly rượu, nếu đã đến thì phải làm đến cùng. Bây giờ không uống thì chắc không xong, hơn nữa càng đừng nghĩ đến vai nữ chính này nữa. Bộ phim này tốn 1 tỷ tiền sản xuất, không phải ai cũng có tư cách tranh giành được vai chính. Tô Văn Kỳ bưng ly rượu, mỉm cười, gò má ửng hồng, trông vô cùng mê người, cho dù là Diệp Thiên Long đã lên giường với không biết bao cô,
lúc này cũng không nhịn nổi mà cảm thấy nhộn nhạo. Diệp thiếu gia, tôi kính anh. Tô Văn Kỳ uống cạn ly, có điều lúc này Diệp Thiên Long lại vỗ vỗ ghế sofa bên cạnh, cười híp mắt mà nói. Tửu lượng khá đấy, đến ngồi bên cạnh tôi đi. Tô Văn Kỳ sững sờ, mặc dù hơi say, nhưng cô không ngu, lúc này Diệp Thiên Long bảo cô ngồi cạnh anh ta để làm gì. Chỉ cần có mắt là biết. Tô Văn Kỳ lắc đầu nói. Diệp thiếu gia, tửu lượng của tôi kém quá, tôi phải về nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, cô nghĩ Diệp thiếu gia của chúng tôi là thằng ngu à? Diệp thiếu gia đến rồi, cô lại về nghỉ ngơi. Cô có biết xấu hổ không vậy, cô nghĩ mình là ai? Con điếm, Diệp thiếu gia bảo cô ngồi cạnh cậu ấy là nể mặt cô đó. Đúng vậy, cô nghĩ mình là công chúa chắc, cô cứ đỏng đảnh như vậy thì sao lấy được vai nữ chính? Cô xứng sao, cô tự đề cao mình quá rồi đấy, Lê Lê, cô đem loại người như này đến à? Ha ha ha, hay thật đấy, đợi tí nữa Diệp thiếu gia nổi giận, tôi xem cô xử lý thế nào. Mỗi người một câu, giễu cợt Tô Văn Kỳ, cô chỉ có thể mím chặt môi, mặt mày tái xanh, những người này quá đáng quá, trong mắt bọn họ diễn viên nữ chẳng là cái quái gì cả. Diệp thiếu gia, mong anh đừng tức giận, con bé Văn Kỳ này không phải không nể mặt anh đâu, cô ấy chỉ không giỏi nói chuyện thôi, ha ha ha. Sắc mặt Tô Văn Kỳ tối sầm xuống, cô cũng tỉnh rượu kha khá rồi, cô liều mạng giãy khỏi Diệp Thiên Long. Ha ha ha, đừng giãy giụa nữa, Diệp thiếu gia thích cô, là may mắn cả đời cô đấy, chỉ cần cô ở bên Diệp thiếu gia, sau này được ăn sung mặc sướng, tội gì chứ? Đúng vậy, phúc đến mà không biết hưởng, Diệp thiếu gia không thích tôi ấy chứ, Diệp thiếu gia mà thích tôi, thì đâu đến lượt cô. Con nhãi ngu, đã là lúc nào rồi mà còn giả bộ dè dặt, Diệp thiếu gia đang lót đường cho cô đấy, cô hiểu chưa? Đám người kia cười gần giễu cợt cô, lòng Tô Văn Kỳ xám như cho tàn, nhưng dù có thế nào đi chăng nữa cô cũng không đẩy được Diệp Thiên Long ra. Diệp Thiên Long ôm chặt lấy vai Tô Văn Kỳ, muốn ở bên người đẹp này, đặc biệt là khi đám đông đang kêu gào, anh ta càng muốn thể hiện sự tự tin ngang ngược của đàn ông. Thả cô ấy ra. Một tiếng quát vang lên, khiến sắc mặt mọi người thay đổi. Tần Lâm. Tô Văn Kỳ vui mừng, cô như bắt được cọng rơm cứu mạng, Tần Lâm là niềm hy vọng duy nhất của cô. Nhân lúc Diệp Thiên Long chưa hoàn hồn, Tô Văn Kỳ cố gắng giãy khỏi người anh ta, chạy về phía Tần Lâm. Tần Lâm nhìn Tô Văn Kỳ, trong mắt đầy sự lo lắng và đau lòng. Cô không sao chứ? Không sao. Tô Văn Kỳ lắc đầu, nhưng trong lòng đầy tủi hờn, cô ấy theo ngành này lâu lắm rồi, ngôi sao lớn trông thì bóng bẩy đấy, nhưng trong mắt người có quyền, bọn họ chỉ là một con hát không đáng tiền thôi, chẳng khác gì mấy công nhân quét rác lề đường. Tô Văn Kỳ không phục, nhưng cô hiểu rõ, để giành được vai diễn mình muốn thì phải hy sinh. Nhưng cô không phải loại người sẽ bán nhan sắc của mình, giới giải trí hỗn tạp, Tô Văn Kỳ hiểu rõ đống quy tắc ngầm này, cô vốn cho rằng mình đã đi đến đỉnh cao rồi, có thể tránh khỏi mấy thứ ấy, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi mấy tên đại gia háo sắc. Tô Văn Kỳ, cô muốn chết à? Cô có biết, tôi tốn bao nhiêu công mới mời được Diệp thiếu gia đến đây không? Cô đúng là đồ tiện nhân. Nghiêm Lê Lê cắn răng mà nói, mình tính trăm phương ngàn kế để sắp xếp buổi tiệc này. Mục đích là để Tô Văn Kỳ hầu hạ Diệp thiếu gia rồi lấy được vai diễn, như thế thì bọn họ có thể một bước lên trời rồi. Nhưng không ngờ Tô Văn Kỳ lại không biết điều như thế, thậm chí không chỉ khiến mình và những ông chủ lớn xung quanh khó xử mà ngay cả Diệp thiếu gia bây giờ cũng bị dồn vào thế bí, đây chẳng phải muốn chết sao. Tô Văn Kỳ đúng là đồ ngu, cơ hội tốt như thế mà bày đặt ngây thơ, giả vờ trong sáng làm gì chứ, đó đều là để cho fan xem thôi. Ở trước mặt ông chủ lớn, còn giả bộ làm gì, ngôi sao nữ như này sao có cơ hội để vươn lên chứ? Mặc dù Nghiêm Lê Lê không nói rõ ra, nhưng cô ta không ngờ Tô Văn Kỳ lại gây xích mích với ông chủ lớn, đây là đòn chí mạng với nghề nghiệp của cô trong tương lai, hơn nữa, bực hơn là nó còn làm liên lụy tới cô ta, như vậy thì sau này còn ai nể mặt cô ta nữa chứ? Là tiền bối trong giới giải trí, Nghiêm Lê Lê đã duyệt vô số cô gái, nhưng loại như Tô Văn Kỳ vẫn là lần đầu cô ta thấy. Đây chẳng phải lấy tiền đồ của mình ra làm trò hề sao? Cô nghĩ mình là ai chứ? Trinh nữ trong sáng à? Tô Văn Kỳ, cô đi được đến ngày hôm nay, tôi không tin cô chưa từng ngủ với bất kỳ đại gia nào. Diệp thiếu gia ưng cô là may mắn của cô nên biết ơn, cô xem bây giờ cô có ra gì không? Cô không biết xấu hổ à? Còn gọi người ngoài đến,
hôm nay Diệp thiếu gia đến vì cô khiến Diệp thiếu gia đau lòng rồi đấy. Nghiêm Lê Lê nghiêm khắc mắng, nghiến răng nghiến lợi nói, cô ta chỉ muốn khuyên răn Tô Văn Kỳ, vốn chuyện này là ván đã đóng thuyền, nhưng vì Tô Văn Kỳ không chịu phối hợp, bây giờ mấy ông chủ lớn ở đây đều mất hứng, Diệp thiếu gia mà nổi giận thì cô ta đâu xử lý nổi. Cô nghĩ sự xinh đẹp của mình có thể mài ra mà ăn à? Trên đời có biết bao cô gái xinh đẹp, nhưng có mấy người có phúc phận như cô. Sao cô không biết điều vậy, cô còn muốn tôi nói thế nào cô mới hiểu đây, cô đúng là ngoan cố, cô nghĩ kỹ đi, cô có ngày hôm nay, chẳng phải đều nhờ mấy đại gia nâng đỡ sao. Nghiêm Lê Lê tức chết mất, lúc này cô ta chỉ muốn tát cho Tô Văn Kỳ hai cái, nếu như Diệp thiếu gia mà ưng tôi, thì đâu đến lượt cô chứ. Cô xem cái quái gì đây, cô còn đem người đến, cô đúng là làm người ta mất hứng mà, cô nghĩ Diệp thiếu gia là đồ ngu hả? Tô Văn Kỳ, cô may lại đây quỳ xuống nhận tội trước Diệp thiếu gia, nếu không chuyện hôm nay không xong đâu. Nghiêm Lê Lê cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Văn Kỳ, nghệ sĩ tôi quản lý cũng phải 80-100, chưa từng có ai không biết điều như vậy, đã đến rồi, đạn đã lên nòng, cô bảo không làm là không làm chắc. Trên đời đâu có chuyện tốt như vậy. Cô mà cứ thích tỏ vẻ thanh cao kiêu ngạo, cô đừng làm ngôi sao nữa cho xong, có ngôi sao nữ nào mà không dựa vào thân xác để vươn lên chứ, cô nghĩ mình đặc biệt chắc. Diệp Thiên Long cười nhạt nói. Đây là bạn trai xì căng đan của cô sao? Văn Kỳ, ha ha ha, hôm nay coi như là tôi thấy rồi đó. Diệp Thiên Long vênh mặt hất hàm khinh bỉ nhìn Tần Lâm và Tô Văn Kỳ. Được đấy, trông rất có tinh thần, nhưng liệu có tư cách đấu với tôi không? Diệp thiếu gia người như này, mấy người sao xứng đấu với Diệp thiếu gia chứ? Đúng là không biết tự lượng sức mình, Tô Văn Kỳ, tôi khuyên cô nên quỳ xuống nhận lỗi trước Diệp thiếu gia đi, nếu không hôm nay hai người đừng hòng rời khỏi đây. Chắc cô cũng không biết Diệp thiếu gia là ai đâu nhỉ? Nhà họ Diệp là một trong tam đại võ đạo thế gia của Đông Hải. Diệp thiếu gia là đại thiếu gia nhà họ Diệp, cho dù là Mạnh Văn Cương, người giàu nhất Đông Hải, nhìn thấy Diệp thiếu gia cũng phải cúi đầu khom lưng. Diệp thiếu gia của chúng tôi, dẫm chân một cái là cả thành phố Đông Hải này rung chuyển. Đúng vậy, biết võ đạo thế gia là gì không? Chính là các gia tộc ẩn thế có thể đàn áp vô số gia tộc, cho dù trong thế tục này, cô có mạnh đến đâu, có lợi hại đến đâu, ở trước mặt võ đạo thế gia, cô chẳng là cái thá gì cả. Đắc tội Diệp thiếu gia thì đừng hỏng sống yên ổn, hai người đợi chết đi. Đám ông chủ lớn cười khẩy, trong mắt bọn họ. Tô Văn Kỳ và bạn trai xì căng đan của Tô Văn Kỳ chết chắc rồi, chỉ cần một câu nói cho Diệp thiếu gia là hai người họ không rời khỏi đây nổi nửa bước. Tô Văn Kỳ, tôi có thể tha cho cô một cái mạng, cô lên giường với tôi là được, tôi thực sự thích cô, có điều người đàn ông kia, cắt đứt tay chân hắn rồi ném ra ngoài đi, tôi không thích hắn. Bốn tên vệ sĩ cao to lực lưỡng đứng cạnh anh ta xông lên, bọn họ là cao thủ được nhà họ Diệp huấn luyện. Tô Văn Kỳ tái mét mặt nói. Đừng, Diệp thiếu gia, tôi cầu xin anh đấy, Tần Lâm không biết chuyện gì cả, chúng tôi không có quan hệ gì hết, anh thả anh ấy đi đi. Không cần cầu xin anh ta. Tần Lâm cười nói. Không cầu xin Diệp thiếu gia, chẳng lẽ tôi lại cầu xin cậu à? Cậu là cái thá gì? Cậu xứng để so với Diệp thiếu gia sao? Cậu chính là một kẻ bám váy phụ nữ, Tô Văn Kỳ làm sao có thể nhìn chúng được thứ rác rưởi như cậu chứ? Mau quỳ xuống đi. Nếu không thì đêm nay đừng mong qua khỏi. Nghiêm Lê Lê cười nhạo. Không quỳ à? Diệp Thiên Long nhíu mày, nhìn sang Tần Lâm. Tôi quỳ, Diệp thiếu gia, xin anh hãy bỏ qua cho Tần Lâm, thật sự không liên quan đến anh ấy. Tô Văn Kỳ liền quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên Long, trong mắt cô mà nói, cho dù Tần Lâm có mạnh thế nào đi nữa, nhưng vẫn không thể so với người của võ đạo thế gia được. Nhìn xem dáng vẻ của cậu đi. Còn để cho Tô Văn Kỳ phải cầu xin giúp cho, bản lĩnh của cậu đâu? Sao không nói gì đi, là rác rưởi nên mới có ý thức của rác rưởi, đừng có tỏ ra mình là người quyền thế nữa. Điều mà Nghiêm Lê Lê coi thường nhất ở Tần Lâm chính là việc anh dựa vào phụ nữ để sống, đã vậy lại còn để cho Tô Văn Kỳ bênh vực anh. Cô nói đủ chưa hả? Tần Lâm cười khẩy, lập tức vung tay tát vào mặt Nghiêm Lê Lê, đánh văng năm chiếc răng của cô ta ra, máu chảy đầm đìa. Trong phút chốc, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, tên nhóc này đúng là không biết trời cao đất dày thì phải. Thực sự nghĩ rằng bản thân có bản lĩnh lớn như vậy sao? Lại dám đánh người trước mặt Diệp thiếu gia. Cậu dám đánh tôi,
Diệp thiếu gia, Diệp thiếu gia, tên này đúng là không coi anh ra gì. Nghiêm Lê Lê bị đánh đến chảy cả máu, mặt mày sưng tấy, mắt thì thâm tím, Nghiêm Lê Lê đã làm nhảm từ nãy đến giờ, Tần Lâm sớm đã thấy không vừa lòng với cô ta, hơn nữa, với tư cách là người đại diện của Tô Văn Kỳ, cô ta còn nói giúp cho người ngoài, còn ở đây lừa gạt cả Tô Văn Kỳ nên mới khiến cô có kết cục như vậy, tất cả đều là do Nghiêm Lê Lê gây ra. Tôi đánh cái mồm quả của cô đấy, cái tát này là tôi đánh thay cho Văn Kỳ. Vừa dứt lời, Tần Lâm lại tát Nghiêm Lê Lê thêm phát nữa, lần này Nghiêm Lê Lê lại bị rụng thêm mấy cái răng, cô ta hoàn toàn ngơ ngác, toàn thân run rẩy, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Tô Văn Kỳ nhìn Tần Lâm tức giận đánh Nghiêm Lê Lê, tuy sắc mặt cô không được tốt lắm nhưng lại vô cùng kích động, đáng ra tôi phải đánh con đàn bà thối đó từ lâu rồi. Mày không coi tao ra gì sao? Bắt hắn lại. Diệp Thiên Long hừ lạnh một tiếng, Tần Lâm hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến anh ta, Diệp Thiên Long phất tay một cái, bỗng bốn tên vệ sĩ cùng nhau tóm lấy Tần Lâm. Cút! Ánh mắt Tần Lâm lạnh như băng, anh bước ra ngoài, hét lên một tiếng, cả bốn người đều sợ đến mức hồn bay phách lạc, Tần Lâm lập tức đạp bốn phát lên bốn người, bọn họ hoàn toàn không có khả năng đánh trả, lập tức bị đá bay ra ngoài, ngã nhào xuống đất. Ngay lúc đó, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Tần Lâm quá tàn nhẫn, hơn nữa lại còn hung hãn như vậy, ngay cả người của Diệp Thiếu Gia cũng dám đánh, lần này nhất định lại là một trận chiến đẫm máu rồi đây. Tốt, tốt, tốt. Diệp Thiên Long trên mặt thì nói ba lần, tốt, nhưng lửa giận trong lòng đã lên đến cực điểm, có nghĩa là anh ta đang vô cùng bực tức, rõ ràng là Diệp Thiếu Gia của một trong tam đại võ đạo thế gia, còn Tần Lâm là cái thá gì chứ? Người của tao mà cũng dám động vào à? Mày chán sống rồi đúng không, muốn chết chứ gì? Diệp Thiên Long chậm rãi đứng lên, lúc này mọi người mới thật sự sốc, tên này lại dám ra vẻ ở địa bàn của Diệp Thiếu Gia, đúng là không thèm nghĩ đến hậu quả mà. Tần Lâm, anh! Tô Văn Kỳ vừa sợ hãi vừa thích, nhưng vì sợ Tần Lâm sẽ bị liên lụy. Bây giờ cho dù mày có quỳ trước mặt tao cũng vô dụng. Tao muốn giết mày thì dễ như trở bàn tay thôi. Diệp Thiên Long ngạo nghễ nói. Vậy cứ thử xem, cách đây không lâu tao cũng đã đánh bại Sầm Nguyên Phương và đám người nhà họ Sầm đó, tao thấy đám võ đạo thế gia cứ bị dị ý nhỉ, hôm nay tao cũng vừa giết chết Chu Vô Cực và người nhà họ Chu, mày là người nhà họ Diệp à? Vậy thì để tao xem thử mày ngon đến đâu. Ánh mắt Tần Lâm lạnh như băng, kiêu ngạo đứng ở trước mặt Diệp Thiên Long, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt ánh lên chiến ý đáng sợ. Cái gì, Chu Vô Cực chết rồi. Ánh mắt Diệp Thiên Long đanh lại. Anh ta không ngờ tên này thật sự dám giết Chu Vô Cực. Nhưng Diệp Thiên Long vẫn chưa hoàn toàn tin chuyện này, Chu Vô Cực là ai chứ? Đó chính con cưng của nhà họ Chu, hơn nữa nhà họ Chu lại có quyền như vậy, nếu như Chu Vô Cực thật sự chết thì nhà họ Chu làm sao có thể bỏ qua được. Nhưng người nhà họ Sầm quả thực đã bị đánh rồi, mặc dù trước đó Sầm Nguyên Phương có che giấu việc mình bị đánh, nhưng không có bức tường nào không lọt gió, hơn nữa nhà họ Sầm vẫn luôn biết điều như thế. Nhưng ai lại có thể bỏ qua mối thù này được đây? Tần Lâm, chính là tên không biết trời cao đất dày này, lại dám đắc tội với ba gia tộc võ đạo thế gia, đây chẳng phải là muốn tìm đến cái chết sao? Ít nhất thì hôm nay Diệp Thiên Long nhất định sẽ không để bọn họ an toàn rời đi. Tao không tin việc mày giết được Chu Vô Cực. Diệp Thiên Long nheo mắt. Mày sẽ phải tin thôi. Tần Lâm nói. Cho tao một lý do. Diệp Thiên Long khịt mũi chế nhạo. Bởi vì tí nữa mày sẽ gặp lại hắn ở âm tào địa phủ đó, tao sẽ để cho tụi mày ôn lại chuyện cũ, không phải cũng khá hay đấy ư. Tần Lâm cười nói. Thằng chó, xem ra hôm nay mày không cần mặt mũi thật rồi, nếu mày muốn chết thì tao sẽ giúp mày toại nguyện. Ánh mắt Diệp Thiên Long đanh lại, lửa giận dâng trào. Diệp Thiếu Gia lần này đã thật sự tức giận, tên này chết chắc rồi. Ừ, còn nói giết cả nhà họ Chu, thật đúng là khoác lác mà. Sao tôi lại chưa từng thấy cậu ta giết đại thiếu gia nào đâu chứ? Hứ! Loại người này chỉ muốn dọa Diệp Thiếu Gia thôi, để cho Diệp Thiếu Gia sợ hãi, anh có thấy Diệp Thiếu Gia sợ bao giờ chưa? Diệp Thiếu Gia, xử hắn, chúng tôi sẽ cổ vũ cho cậu. Ai ai cũng háo hức, nhưng chỉ là hô cho sướng miệng mà thôi, chẳng có ai dám tiến lên cả. Mặc dù bọn họ đều cho rằng Tần Lâm khoác lác, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt sưng tím của Nghiêm Lê Lê thì bọn họ lại không muốn ra mặt nữa, ngay cả vệ sĩ của Diệp Thiếu Gia cũng đã ngã xuống đất, bọn họ đều là người văn minh lịch thiệp,
đương nhiên không thể chịu đựng được một đòn như vậy. Muốn cầu cũng không được nữa là, mau đến đây. Tần Lâm đứng khoanh tay, anh hoàn toàn không có chút gì sợ Diệp Thiên Long. Diệp thiếu gia mau đánh bầm dập tên này đi. Tôi nói rồi mà, Diệp thiếu gia nhất định sẽ không sợ tên này đâu, giết chết hắn hắn đi Diệp thiếu gia, chúng tôi sẽ luôn ủng hộ cậu. Lúc này, một nhóm ông chủ lớn hôi hám đang làm quần chúng ăn dưa để hóng hớt, đương nhiên Diệp thiếu gia cũng chính là ông chủ của họ, hôm nay bọn họ có tìm được chỗ đứng hay không thì đều hoàn toàn phụ thuộc vào Diệp thiếu gia. Còn chưa đợi các sếp lớn kia hô xong việc, Tần Lâm đã bắt đầu điên cuồng phản công như vũ bão. Tần Lâm cũng không hề khách sáo, sau khi xem lại đòn chân của Diệp Thiên Long thêm một lần nữa, anh cũng bắt đầu điên cuồng bắt chước lại, mặc dù thực lực của anh ta mạnh hơn Chu Vô Cực một chút, nhưng trong mắt Tần Lâm, vẫn chỉ là rác rưởi mà thôi. Rác rác rác, Tần Lâm dùng sức đá mạnh, mỗi cú đá đều mang sức mạnh vô cùng lớn, đủ để đá gãy một chiếc xương của Diệp Thiên Long. Cứ như thế, Tần Lâm đá tổng cộng 20 cú, còn Diệp Thiên Long cũng bị gãy 20 chiếc xương. Cả đám sếp lớn sững sờ, Diệp Thiên Long là người thế nào? Đó là đại thiếu gia nhà họ Diệp, một trong ba võ đạo thế gia lớn nhất thành phố Đông Hải, thực lực không phải tầm thường, quan trọng hơn là, một cao thủ như vậy mà khi đứng trước Tần Lâm lại không hề có sức đánh trả, bị đá gãy xương, máu me đầm đìa. Cái người này đáng sợ quá đi. Sao xương của Diệp Thiếu lại bị đá gãy nhiều như thế? Tôi nghĩ lần này Diệp Thiếu xong đời rồi. Diệp Thiếu thực sự phế rồi, vậy chúng ta phải làm sao đây? Hai chân của tất cả mọi người đều trở nên mềm nhũn. Diệp Thiếu là trụ cột của bọn họ, một khi Diệp Thiếu ngã xuống, thì bọn họ sẽ bị người ta tùy ý tàn sát. Tần Lâm, đừng đánh nữa, nếu đánh tiếp thì anh ta sẽ chết đó. Tô Văn Kỳ nói với vẻ mặt lo lắng. Mục đích của tôi chính là đánh chết anh ta. Tần Lâm lạnh nhạt nói, cho dù Tô Văn Kỳ khuyên ngăn thế nào cũng vô dụng. Lòng Tô Vĩ Kỳ nóng như lửa đốt, cô không lo sự sống chết của Diệp Thiên Long, nhưng một khi Diệp Thiên Long chết, thì nhà họ Diệp chắc chắn sẽ không bỏ qua, đến lúc đó Tần Lâm có thể sẽ gặp nguy hiểm thực sự. Đừng đánh nữa, xin lỗi, tôi biết sai rồi, Tần Lâm, cầu xin anh đừng đánh nữa. Diệp Thiên Long nhỏ giọng, run rẩy nói. Trên người anh ta hiện giờ không có chỗ nào lành lặn, toàn thân từ trên xuống dưới bị Tần Lâm đá hết một lượt rồi, bầm dập gãy mấy chiếc xương là chuyện bình thường, nếu đá tiếp thì có lẽ anh ta sẽ chết mất. Ồ, giờ đã biết cầu xin tha mạng rồi à? Mày vừa rồi làm gì? Mày nghĩ tao là bố mày à mà chiều theo mày, dám động đến người phụ nữ của tao mà còn muốn tao tha cho, mơ tưởng. Tần Lâm không hề nương tay, lại đạp thêm mấy phát nữa. Diệp Thiên Long đau đến nghiến răng nghiến lợi, anh có thể đá chết Diệp Thiên Long chỉ với một cú, nhưng nếu như thế thì dễ dàng cho anh ta quá, vì vậy Tần Lâm muốn anh ta phải chết một cách từ từ cảm nhận nỗi đau khổ tận cùng, vậy mới là trừng phạt lớn nhất dành cho anh ta. Tần Lâm chưa bao giờ mềm lòng với kẻ địch, huống hồ tên này còn ra tay với Tô Văn Kỳ, thậm chí còn ép buộc cô, nếu hôm nay anh không đến, thì chắc chắn Tô Văn Kỳ đã gặp nguy hiểm rồi. Tần Lâm muốn đánh chết anh ta. Cho đám người ở đây xem, để bọn chúng biết anh có đang đùa hay không, đến lúc đó nếu bọn chúng dám có ý định động đến Tô Văn Kỳ thì sẽ nghĩ ngay đến kết cục của Diệp Thiên Long, và bọn chúng chắc chắn sẽ không dám có ý nghĩ đó nữa. Ai ai cũng sợ chết, kể cả những người có quyền lực và giàu có cũng không ngoại lệ, thậm chí so với người bình thường, bọn họ còn sợ chết hơn. Tần Lâm không ra tay tiếp, vì lúc này Diệp Thiên Long đã lên cơn co giật, cận kề cái chết, nội tạng của anh ta đã chảy máu trong. Nội thương luôn luôn đáng sợ hơn ngoại thương rất nhiều. Hiện giờ mày đã tin chưa? Chu Vô Cực đang đợi mày ở dưới kia đó, chắc mày có thể yên tâm ôn chuyện với anh ta rồi. Nhớ kỹ, nếu có kiếp sau thì tốt nhất đừng nên chọc vào người không nên chọc, nếu không, mày sẽ chết rất thảm đó. Tần Lâm mỉm cười, nhưng trong mắt Diệp Thiên Long lại đáng sợ hơn cả thần chết, anh ta đã nói không ra hơi nữa, ngay cả lời cầu xin tha mạng cũng không thể nói ra. Nội tạng chảy máu, đau cắt da cắt thịt. Không đến một phút, Diệp Thiên Long đã hoàn toàn mất đi sự sống, khi cánh tay anh ta rơi xuống đất, trái tim của tất cả mọi người cũng như bị cái gì đó đập mạnh một phát. Tất cả mọi người bị dọa cho tái mét mặt mũi, liếm đôi môi khô khốc, lúc này nhìn Tần Lâm tựa như thần vậy, căn bản không dám đấu cùng. Ngay cả Tô Văn Kỳ cũng sững sờ, không ngờ Tần Lâm lại ra tay giết chết Diệp Thiên Long thật. Chuyện này tàn nhẫn quá đi. Nhưng trong lòng cô cũng vô cùng sảng khoái,
không còn say rượu nữa, không ngờ Tần Lâm lại thật sự ra tay giết người vì cô. Hơi sợ, cũng rất ấm áp. Hiện giờ còn ai có ý kiến gì không? Diệp Thiên Long đã chết rồi, có ai muốn trở thành người tiếp theo không? Tần Lâm lạnh nhạt nói, đám sếp lớn kia đều cúi đầu không dám nói gì. Quỳ xuống xin lỗi Tô Tiểu Thư đi. Tần Lâm nói xong, không một ai dám phản đối, hơn 20 ông sếp lớn đều quỳ xuống, cảnh tượng khá hoành tráng, đối mặt với cái chết, không ai có thể tránh khỏi run sợ. Tô Tiểu Thư, chúng tôi sai rồi, mong cô hãy tha thứ cho chúng tôi. Những người này đều là lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao và nhà đầu tư ưu tú của thành phố Đông Hải, hiện giờ trước mặt Tần Lâm, không ai dám ho he gì. Những ông lớn cao cao tại thượng đều phải quỳ xuống trước mặt Tô Văn Kỳ, khiến cô cũng bị dọa không nhẹ, nhưng cô biết đây là do quyền uy của Tần Lâm. Chúng ta đi thôi, Tần Lâm. Tô Văn Kỳ cảm thấy cực kỳ không thoải mái, hơn nữa hiện giờ cô cũng lo nhà họ Diệp sẽ đến gây sự với Tần Lâm. Nhưng, kiểu quần áo này không hề phù hợp với xã hội hiện đại, một thanh đao lớn như thế, dù đi vào chuyến tàu điện ngầm nào, chắc chắn cũng sẽ bị chặn lại. Ông cũng có chút lương tâm, để tôi đưa người về mới tìm đến. Tần Lâm mỉm cười, người này luôn đi theo anh, nhưng vì có Tô Văn Kỳ nên mới không ra tay, đợi đến khi anh đưa Tô Văn Kỳ về, mới xuất hiện sau lưng Tần Lâm. Tôi là người luôn tuân theo nguyên tắc của mình. Người đàn ông râu quai nón mỉm cười nói, đáng vẻ vô cùng thân thiện và thong dong. Vậy hai chúng ta cũng khá giống nhau đó, nói đi, là ai bảo ông đến đây? Tần Lâm hỏi. Người đàn ông râu quai nón này cũng khá thú vị. Tôi vốn dĩ không nên nói cho cậu biết, nhưng chút nữa cậu đằng nào cũng phải chết, nói cho cậu biết cũng không sao. Người đàn ông râu quai nón tự tin nói. Hào sảng. Tần Lâm gật đầu nói. Nhà họ Vu ở thủ đô. Người đàn ông râu quai nón nói. Vu Phàm Đinh. Tần Lâm hơi sững sờ, nếu không ngoài dự đoán thì chắc là Vu Phàm Đinh, ban đầu anh ra tay giết Vu Phàm Đinh. Gây nên xôn xao lớn, vốn tưởng rằng nhà họ Vu chắc chắn sẽ nhanh chóng ra tay giết anh, nhưng không ngờ sự việc qua lâu như vậy, nhà họ Vu mới phản ứng lại. Không sai, Vu Phàm Đinh bị cậu giết chết, phu nhân nhà họ cả ngày nước mắt đầm đìa, Vu phu nhân có ơn với tôi nên hôm nay tôi đến đây để lấy mạng cậu. Người đàn ông râu quai nón nghiêm nghị nói, như thể chuyện này vô cùng quan trọng với ông ta. Xem ra, nhà họ Vu cuối cùng vẫn tìm đến. Tần Lâm cười nói, giết người đền mạng, nợ tiền phải trả, đây là lẽ thường tình. Tiêu Tác tôi hôm nay đến đây chính là để lấy mạng cậu. Giọng Tiêu Tác vô cùng bình tĩnh, nhưng lại mang theo áp lực vô cùng lớn, khiến người ta phải dè chừng, không dám nói một lời. Thực lực C của ông rất mạnh, xem ra hôm nay tôi đã gặp được đối thủ rồi, nhưng ông vẫn chưa đủ tư cách để lấy mạng tôi. Tần Lâm mỉm cười, không e dè đối diện với sự uy hiếp của Tiêu Tác. Cậu cũng rất mạnh, nhưng hiệp khách râu sồm tôi chưa bao giờ thất bại, trên đất hoa hạ này, người có thể khiến tôi cúi đầu, chỉ đếm trên lòng bàn tay mà thôi. Thật trùng hợp, vậy hôm nay ông có thể phải thất bại rồi. Tần Lâm nhún vai nói. Cậu tự tin thế. Tiêu Tác cũng cười vang, đứng ôm ngực không ngừng lắc đầu. Được, vậy hôm nay sẽ chiến đấu với cậu, nếu cậu thắng thì vị trí số 8 bảng hổ của tôi sẽ nhường cho cậu. Hạng 8 bảng hổ. Tần Lâm hít một hơi thật sâu, sắc mặt nghiêm túc, năm xưa sư phụ nói với anh, cả hoa hạ có vô số cao thủ, nhưng người đứng trên đỉnh kim tự tháp thật sự chỉ có mấy người. Bảng hổ là bảng danh sách mạnh thứ hai hoa hạ, người có thể tiến vào bảng này đều là những cao thủ hàng đầu, cho dù là sư phụ cũng chỉ có thể vào hạng 6 mà thôi. Còn trên bảng rồng, hầu hết đều là cao thủ cấp thần, 10 cao thủ của bảng rồng, ai nấy đều có thể một mình tiêu diệt một quân đoàn, tất cả đều không phải nói quá. Bọn họ thậm chí còn vượt qua giới hạn con người. Bản thân anh khi còn nhỏ đã từng chạy theo hỏi sư phụ vô số lần, nhưng sư phụ cũng không nói cho anh biết, chỉ cảnh cáo anh, sau này nếu gặp phải cao thủ bảng rồng, thì mau mau chạy trốn thật xa. Nếu nói bảng hổ là đỉnh cao của con người, thì bảng rồng là đỉnh cao của thần. Nhưng sư phụ càng như vậy thì Tần Lâm lại càng tò mò. Nghe nói cao thủ bảng hổ đã là sự tồn tại mà cả giới võ lâm đều phải nể phục rồi chứ đừng nói đến những cao thủ trong bảng rồng. Trên đất hoa hạ, ngọa hổ tàng long, ẩn giấu nhiều cao thủ, Tần Lâm không hề nghĩ đó là hoang đường, thực lực của sư phụ không phải nói nhiều, Tần Lâm cũng vô cùng kính sợ, nhưng đến ông ấy cũng mới chỉ có thể vào hạng 6 bảng hổ, thì có thể thấy sự cạnh tranh trong bảng rồng,
hồ khủng khiếp cỡ nào. Cho dù là bảng rồng hay bảng hổ thì trong mắt Tần Lâm cũng đều chỉ là truyền thuyết mà thôi, ngoài sư phụ, anh chưa từng thấy cao thủ bảng hổ ngoài đời thực bao giờ. Hôm nay gặp hiệp khách râu sồm này, thật sự đã khiến Tần Lâm cảm nhận được hai chữ uy hiếp. Kẻ mạnh không cần nhiều lời. Một ánh mắt, một động tác đã khiến người ta phải dùng mình. Hiệp khách râu sồm Tiêu Tác này chính là người như vậy. Tần Lâm biết nếu bản thân anh không đả thông sáu kinh mạch thì có thể anh đã bị áp chế khi đối diện với người này. Cho dù là thế, thì trận chiến này đối với anh mà nói, vẫn vô cùng gian nan. Ông quả thực rất mạnh, nhưng tôi cũng không hề tầm thường, có lẽ qua trận đấu hôm nay, tôi có thể kiểm tra được thực lực của mình mạnh đến cỡ nào. Trong ánh mắt Tần Lâm tràn đầy tinh thần chiến đấu, cho dù thực lực Tiêu Tác vô cùng mạnh, xếp hạng 8 bảng hổ, nhưng anh chắc chắn sẽ không bao giờ lùi bước. Đả thông sáu kinh mạch, Tần Lâm hiện giờ đã không còn là kẻ tầm thường nữa. Đối đầu với Tiêu Tác, tinh thần chiến đấu của anh cao đến kinh ngạc, nếu có thể đánh bại Tiêu Tác, vậy thì bản thân anh chính là cao thủ hạng 8 bảng hổ rồi. Sư phụ mới hạng 6, đến lúc đó không biết sư phụ có cảm thấy vui mừng không? Sư phụ, bây giờ người đang ở đâu vậy? Trong lòng Tần Lâm luôn nhớ sư phụ, không biết giờ sư phụ có còn tại thế không? Tuổi trẻ ngông cuồng. Là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, tốt là có thể kích thích bản thân không ngừng tiến bộ, còn xấu là không biết thực lực bản thân đến đâu. Ánh mắt Tiêu Tác dần nghiêm lại, khóa chặt lên người Tần Lâm, tinh thần chiến đấu tràn ngập trong ánh mắt. Muốn chiến đấu với tiền bối một trận, nhưng không muốn thua. Đối mặt với cao thủ hạng 8 bảng hổ như Tiêu Tác lại không hề sợ hãi, đấy mới là điều khiến Tiêu Tác ngạc nhiên. So về thực lực, Tiêu Tác vẫn chiếm ưu thế lớn hơn. Bởi vì kinh nghiệm của ông ta là điều Tần Lâm không có, hơn nữa những cuộc chiến trước đây của ông ta đều là cuộc chiến sống còn, đối thủ ngang tài ngang sức, mới có thể biến bản thân đột phá, không ngừng lớn mạnh. Còn Tần Lâm gặp Tiêu Tác, hai kẻ mạnh đấu nhau, đây chính là một món quà lớn với Tần Lâm, nhưng cũng đi kèm với đó là nguy cơ cái chết. Kẻ mạnh chưa bao giờ sợ sống chết. Cho dù hiệp khách râu sồm mạnh như vậy, thực lực của Tần Lâm cũng không hề yếu, càng đả thông nhiều kinh mạch. Sức mạnh của anh càng mạnh đến kinh ngạc. Mặc dù đây là nguyên nhân chủ chốt, nhưng kinh nghiệm cũng là một yếu tố quan trọng quyết định thắng thua. Hai người giao đấu với nhau mấy chục chiêu, khó phân thắng bại, Tần Lâm càng đánh càng hăng, đây mới là trận chiến thực sự. Hạng 8 bảng hổ quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Tác chưa từng gặp người nào liều mạng như vậy, trong trận chiến này, Tần Lâm hoàn toàn coi mình là cái bao cát, không hề để ý đến thương tích của mình. Mà xông lên chiến đấu bất chấp bị thương chỉ để giành phần thắng. Đánh hay lắm. Tiêu Tác thích nhất là những trận chiến thế này, nhưng tiết tấu của Tần Lâm lại khiến ông ta thấy được thế nào là tuổi trẻ sức khỏe như hổ. Ông ta đã gần 50 rồi, mặc dù cũng được coi là tuổi tráng kiện nhưng không thể bằng Tần Lâm, đúng là nghé con không sợ hổ, chung quy lại vẫn kém một bậc. Tiêu Tác thắng ở kinh nghiệm, đây là điều Tần Lâm không thể so sánh, vì vậy hai người so đấu mấy chục chiêu vẫn chưa phân thắng bại. Nắm đấm của Tần Lâm nhanh như chớp, mạnh như núi. Lúc này, ưu điểm của cao thủ huyết mạch đã được thể hiện, khí tức của Tần Lâm vô cùng vững chắc, tốc độ cũng vô cùng nhanh, cộng thêm huyết mạch thông suốt không trở ngại, ngoài hai mạch nhâm đốc, tất cả đều đã được đả thông, nguồn sức mạnh như bất tận, không hề rơi vào thế bị động. Điểm này, Tiêu Tác không sánh kịp, ông ta cũng là cao thủ huyết mạch, nhưng mới đả thông ba kinh mạch. Lúc này, nếu chỉ đấu sức mạnh với nhau, ông ta chắc chắn không thể nào bằng Tần Lâm, tuổi trẻ tráng kiện, khỏe mạnh như hổ xuống núi. Nhưng kinh nghiệm và thủ đoạn của Tiêu Tác vượt xa Tần Lâm. Đả thông kinh mạch, trở thành cao thủ huyết mạch, thành kẻ mạnh chân chính, đó chỉ là một mặt mà thôi. Muốn trở thành cao thủ tuyệt đỉnh bắt buộc phải dung hòa sức mạnh huyết mạch và bản lĩnh bản thân. Đả thông kinh mạch không phải là con đường duy nhất trở thành kẻ mạnh, vì thế người chỉ đả thông ba kinh mạch như Tiêu Tác mới có thể đánh tới đánh lui với Tần Lâm. Cậu cũng là cao thủ huyết mạch. Sắc mặt Tiêu Tác khẽ thay đổi, không ngờ Tần Lâm lại đã đả thông kinh mạch, trở thành cao thủ huyết mạch. Cao thủ huyết mạch chính là điều kiện cơ bản để tiến vào bảng hổ, nếu không thể đả thông kinh mạch, trở thành cao thủ huyết mạch thì không thể có được sức mạnh và tốc độ như vậy. Khi Tiêu Tác 37 tuổi mới đả thông kinh mạch thứ nhất, nhưng người thanh niên này trông chỉ mới 20 mấy mà thôi, điều này thực sự đáng kinh ngạc. Đúng thế. Một cao thủ tam mạch như ông muốn đánh thắng tôi là chuyện không thể nào. Tần Lâm mỉm cười giễu cợt, nắm đấm lại đánh xuống như vũ bão,
lúc này cuối cùng Tiêu Tác đã chịu không nổi. Thận trọng từng bước lùi về phía sau không ngừng, Tiêu Tác biết được Tần Lâm cũng là cao thủ huyết mạch thì càng không dám xem thường. Sức mạnh và tốc độ của cao thủ huyết mạch vượt xa người thường, vì thế đả thông huyết mạch mới là điều quan trọng nhất. Mặc dù cao thủ huyết mạch không phải là tiêu chuẩn đánh giá kẻ mạnh, nhưng không đả thông huyết mạch, bạn căn bản không xứng trở thành cao thủ bảng hổ. Không thể nào, sao cậu biết tôi đã đả thông ba kinh mạch? Tiêu Tác vô cùng ngạc nhiên, chỉ trong thời gian giao đấu ngắn ngủi mà Tần Lâm đã biết ông ta là cao thủ tam mạch, chuyện này quá đáng sợ đi. Chẳng lẽ Tần Lâm là cao thủ tứ mạch? Đó là chuyện không thể nào, Tần Lâm mới bao tuổi chứ? Không thể nào, chắc chắn không thể. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Xem ra hạng tám bảng hổ cũng chỉ như vậy mà thôi. Khóe miệng Tần Lâm nhếch lên nở một nụ cười nhạt, sau khi giao đấu mấy chục chiêu với Tiêu Tác, anh đã tiến bộ rất nhiều. Giao đấu với một cao thủ bảng hổ trăm trận trăm thắng thế này chính là thu hoạch lớn nhất của Tần Lâm, anh tuyệt đối không thể bỏ qua một bia đấu sống miễn phí thế này được. Tiêu Tác đã bị Tần Lâm chọc giận, sắc mặt cũng tối sầm lại, ông ta bao nhiêu năm nay chưa từng bị mất mặt như thế, uy danh của hạng tám bảng hổ tuyệt đối không thể đánh mất. Lần này ông ta đến để giết Tần Lâm, chứ không phải để so đấu, nhưng Tiêu Tác cũng có tôn nghiêm của mình, phải nhanh chóng giải quyết Tần Lâm. Tiêu Tác lùi lại, rút thanh đao to từ sau lưng ra, vung một nhát như mang theo một trận cuồng phong khủng khiếp, quét qua ngàn quân. Thanh đao này tên là Đại Độn Đao, số người chết dưới nó không dưới 100 người, hôm nay, cậu có thể chết dưới nó cũng coi như là một niềm vinh hạnh. Sát khí của Tiêu Tác bỗng chốc bùng phát, thanh đao vung lên uy lực vô cùng. Tần Lâm lui lại, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, đối diện với một thanh đao khủng bố như thế, không ai dám cứng đầu tiếp chiêu cả. Vung đao ngang dọc, tưởng như lộn xộn tùy ý, nhưng lại mang sức mạnh công phá khủng khiếp, có cảm giác như chém chúng là chết, chạm vào là đau. Tiêu Tác vô cùng tự tin, thanh đao này vung lên bất khả chiến bại. Lần này, xem tôi giết chết tên nhóc cậu thế nào. Tần Lâm nhíu mày, nhanh chóng lui về sau, búng ngón tay. Thanh kiếm ẩn thất tinh Long Uyên lập tức hiện ra, hiên ngang hướng lên trời. Tôi thua rồi, ha ha ha. Tiêu Tác cười nói, sắc mặt vô cùng cô độc, không ngờ người thua lại là ông ta, nhiều năm như vậy, cuối cùng ông ta đã bị đánh bại rồi, nhưng lại bị thua bởi một cậu thiếu niên. Một lúc sau, Tiêu Tác đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Lâm. Vì sao không giết tôi? Giết ông thì tôi được gì? Tần Lâm thoáng cười. Sau đó thu kiếm lại. Nhưng tôi đến để giết cậu mà. Tiêu Tác trầm giọng nói. Ông có nguyên tắc của ông, còn tôi có đạo đức của tôi. Tần Lâm lãnh đạm nói. Hạng tám bảng hổ, xem ra tôi không xứng rồi. Tiêu Tác tự giễu cợt, trong lòng cảm thấy đầy đau khổ, không ngờ bản thân lại thất bại, hơn nữa còn thất bại hoàn toàn. Tôi nợ cậu một mạng. Tiêu Tác nhìn chằm chằm vào Tần Lâm, sau đó xoay người rời đi. Bóng dáng vạm vỡ vẫn không thể che giấu được vẻ cô đơn kia, cuối cùng ông ta biến mất vào màn đêm. Nhà họ Vu ở thủ đô, nếu các người đã muốn giết tôi thì đừng trách, sẽ có ngày tôi khiến cho các người phải trả giá. Ánh mắt Tần Lâm vừa sắc như dao vừa lạnh như băng. Nhà họ Chu. Một chiếc Rolls Royce dừng trước cổng nhà họ Chu, bỗng một thanh niên dáng người cao thẳng, khuôn mặt lạnh lùng bước xuống xe. Anh ta mặc một bộ áo dài kiểu Tôn Trung Sơn, đeo kính râm. Dáng người vạm vỡ, trông vô cùng lạnh lùng, sắc mặt hết sức u ám. Nhìn thấy đám bảo vệ đều quấn đầy băng, ánh mắt của người đàn ông ngay lập tức đanh lại, tức đến mức không thở được. Thứ khốn kiếp, dám động vào người nhà họ Chu tao, chán sống rồi hả? Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi hét lên. Đại thiếu gia về rồi. Đại thiếu gia về rồi. Người nhà họ Chu vô cùng kích động, cứ kêu lên trước đã. Trong toàn bộ đại sảnh nhà họ Chu, lúc này mọi người đã tập trung đông đủ, tất cả đều do phụ nữ hỗ trợ, một số người trong số họ không thể xuống giường cũng không thể đến họp đại sảnh. Ông nội, ông, Chu Khuê An hoàn toàn sốc, ngay cả ông nội cũng bị đánh đến mức này, băng bó khắp cả người, trong sảnh lớn không hề bỏ ghế mà là mấy chục chiếc giường, người không gãy tay thì gãy chân, tất cả bọn họ đều bị thương nặng. Chuyện này, sao có thể, chuyện này. Chu Khuê An siết chặt nắm đấm, sắc mặt trở nên vô cùng u ám. Trước khi quay về, anh ta hoàn toàn không thể ngờ lại có kết quả như vậy, nhưng khi nhìn thấy nhà họ Chu thì Chu Khuê An mới hoàn toàn sửng sốt.
làm gì có lý nào như vậy, tất cả người nhà họ Chu đều bị đánh đến tàn phế, tất cả đàn ông trong nhà hoàn toàn thê thảm, bọn họ đều trở thành người tàn tật, hơn nữa còn là tàn tật suốt đời. Vậy cũng được sao, chẳng phải đang coi nhà họ Chu dễ bị bắt nạt à? Muốn làm gì thì làm ư? Chu Khuê An chưa từng tức giận như vậy bao giờ, hơn nữa còn nghe nói Chu Vô Cực, người bạn thân nhất của anh ta từ nhỏ đã chết. Bản thân đi xa ngần ấy năm, cũng đã 3 năm không gặp Chu Vô Cực rồi, nhưng anh ta không ngờ lần này trở về lại chính là một lời chia tay giữa hai người bọn họ. Chuyện ngày xưa dâng trào trong lòng, lúc này Chu Khuê An vô cùng tức giận, anh ta hận không thể chém tên đã giết Chu Vô Cực thành 100.000 mảnh. Chu Vô Cực chết rồi, nhà họ Chu hoàn toàn bị đánh tàn phế, đối với những người luyện võ mà nói thì đều đã trở thành người tàn tật, còn đau hơn cái chết, hơn nữa nhà họ Chu cũng đã mất sạch thể diện. Hoàn toàn trở thành trò cười ở thành phố Đông Hải, làm thế nào mà một đám tàn tật có thể trở thành thủ lĩnh của gia tộc võ đạo ở thành phố Đông Hải được chứ? Mọi người trong nhà họ Chu lúc này đều ủ rũ, trông vô cùng khó coi, khi nhìn thấy Chu Khuê An tiến tới, trong lòng lập tức dâng trào căm phẫn, cuối cùng cũng có người có thể làm chủ cho bọn họ. Khuê An, ông rất vui vì cháu đã quay trở lại, lần này cháu nhất định phải báo thù cho nhà họ Chu chúng ta đấy. Khuôn mặt già nua của Chu Thái Lai đầy tâm sự, chuyện này đối với ông ta quả là một đả kích lớn, mọi thứ ập đến quá nhiều khiến ông ta hoàn toàn tuyệt vọng, liệu nhà họ Chu có bị hủy trong tay của mình hay không? Chu Thái Lai khó mà tưởng tượng được, không ngờ nhà họ Chu lại bị tiêu diệt trong tay Tần Lâm, hơn nữa còn hoàn toàn không hề có sức phản kháng, bây giờ chỉ có Chu Khuê An mới có thể giải oan được cho nhà họ Chu. Ông nội đừng lo, bất kể là ai. Cháu hứa với ông nhất định sẽ để hắn chết không có chỗ chôn. Mối thù của Vô Cực, nợ máu phải trả bằng máu, hắn sẽ phải đền cho nỗi nhục mà nhà họ Chu phải chịu đựng, cháu sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết. Khuê An, cháu đã về rồi, nhà họ Chu chúng ta sẽ được cứu, cháu nhìn xem, chúng ta đã bị tên khốn kiếp kia đánh đến mức nào, có mất mặt không cơ chứ? Đúng thế, thù này không báo thì không phải quân tử. Thể diện nhà họ Chu, uy nghiêm của võ đạo thế gia, tất cả đều đã tan tành rồi. Khuê An, cháu nhìn đi, không ai trong chúng ta có thể chống đỡ được nữa, tất cả chúng ta đều đã trở thành người tàn phế, Tần Lâm này ra tay quá độc ác, người nhà họ Chu chúng ta có dây gì vào hắn chứ? Đã vậy hắn còn nói bản thân rất nhân từ rồi, nếu không thì hắn cũng đã giết hết tất cả chúng ta. Thằng chó, thật quá kiêu ngạo, chỉ tiếc rằng chẳng có ai trong chúng ta là đối thủ của hắn. Tất cả đều bị hắn đánh cho ra bã. Thằng bé Vô Cực cũng chỉ mới hơn 20, không ngờ lại bị Tần Lâm giết chết. Cậu chưa thấy Vô Cực chết thảm như thế nào đâu, đầu của anh ấy bị đá đến nổ tung. Người này nói một tiếng người kia nói một tiếng, trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận và khó chịu, người nhà họ Chu thật sự đã nổi điên, bọn họ hận không thể ngũ mã phanh thây Tần Lâm ra, nếu vậy thì cũng chưa chắc sẽ làm cho bọn họ nguôi ngoai được. Bây giờ bọn họ đã có người chống lưng, nên càng cảm thấy kích động không nói nên lời. Chỉ có Chu Khuê An mới có thể báo thù cho bọn họ. Chu Khuê An thực sự là người mạnh nhất trong nhà họ Chu, tuy còn trẻ nhưng địa vị và thực lực của anh ta đều không ai sánh được, hôm nay Chu Khuê An đến để báo một mối thù. Đủ rồi. Chu Khuê An thấp giọng quát lên, khiến cho tất cả mọi người lập tức im bặt, lúc này Chu Khuê An đã vô cùng tức giận, cái chết của Chu Vô Cực, cảnh tan hoang của nhà họ Chu, tất cả đều đang kích thích anh ta, hôm nay nhất định phải đi giết Tần Lâm. Ông nội đừng lo lắng, cháu nhất định sẽ không để nhà họ Chu khổ sở vô ích, mọi việc còn lại cứ giao cho cháu. Chu Khuê An trầm giọng nói. Được, tốt, tốt lắm, cháu trai của ông đúng là có tiền đồ, nhà họ Chu chúng ta trơ mắt nhìn Vô Cực chết mà không làm được gì, bây giờ cháu đã quay lại, cuối cùng chúng ta cũng có người chống lưng rồi. Chỉ cần một bước nữa thôi, chắc có thể sẽ trở thành cao thủ huyết mạch. Chu Khuê An đứng khoanh tay nói. Người nhà họ Chu ở xung quanh đều thay đổi sắc mặt, chỉ còn một bước nữa là có thể tới được cao thủ huyết mạch sao? Đó là niềm khao khát của bao nhiêu người chứ, cho dù có là tổ tiên của nhà họ Chu, thì trong vòng cả 100 năm cũng chỉ có một người đạt tới cảnh giới cao thủ huyết mạch. Tôi xin lấy danh dự của Chu Khuê An mình ra để thách đấu với Tần Lâm, 3 ngày sau tại võ quán Đông Sơn, tôi sẽ mời người của 3 gia tộc lớn cùng nhau đến xem trận chiến. Chu Khuê An liền xoay người rời đi. Người nhà họ Chu tỏ ra vô cùng kích động, có Chu Khuê An thì bọn họ nhất định có thể báo thù rửa hận được rồi. Lần này nhà họ Chu chúng ta có hy vọng rồi, bây giờ Khuê An cũng coi như là một nửa cao thủ huyết mạch,
tên Tần Lâm kia sẽ chết chắc cho xem. Đúng vậy, cục tức này cuối cùng cũng nuốt xuống được, nếu không thì ông đây sẽ nghẹn cả đời này mất. Đúng thế, tên khốn Tần Lâm này có chết trăm lần cũng không đủ. Khuê An muốn đánh một trận sống mái với hắn ta, để báo thù được cho nhà họ Chu, để tôi xem tên nhóc này có dám tới hay không. Tất cả người nhà họ Chu đều hô hào, trong mắt bọn họ mà nói thì Tần Lâm chết chắc rồi, căn bản không còn cơ hội sống sót nào. Chu Khuê An chính là biểu tượng của nhà họ Chu, là đỉnh cao võ đạo của bọn họ ở thành phố Đông Hải này. Lần này Chu Khuê An không chỉ muốn giết Tần Lâm để báo thù cho nhà họ Chu, mà còn muốn để cho mọi người biết được, nhà họ Chu mới là bá chủ thực sự, còn hai gia tộc kia chỉ là lệ thuộc mà thôi, phải cho bọn họ biết rõ địa vị của mình, vậy thì sau này nhà họ Chu mới có thể sai bảo được. Để không xảy ra sơ hở, bây giờ ông sẽ liên lạc với người đứng đầu của nhà họ Diệp và nhà họ Sầm. Chu Thái Lai suy nghĩ một lúc rồi bấm điện thoại trên tay. Tại y quán, Tần Lâm đang khám cho bệnh nhân, anh vẫn đang tìm cách để chữa khỏi bệnh cho Trúc Linh Linh. Đột nhiên, người chuyển phát nhanh mang đến một bức thư. Xin chào, cho hỏi anh Tần Lâm là ai? Tần Lâm gật đầu với người chuyển phát nhanh. Đây là một bức thư do Chu Khuê An của nhà họ Chu gửi đến, yêu cầu anh Tần phải đích thân mở ra xem. Chu Khuê An. Sau khi Tần Lâm nhận thư, anh lập tức chau mày, sau đó xé bìa ra. Thư khiêu chiến. Chữ rất to và rõ ràng, được viết bằng móc câu sắt, xem ra là có ý sống mái rồi đây. Ba ngày sau tại võ quán Đông Sơn, ba đại gia tộc cũng sẽ tới xem, ngày đúng ngọ sẽ quyết đấu, không chết không ngừng Chu Khuê An. Tần Lâm khẽ cười, người nhà họ Chu à, thật nực cười, đã bị đánh đến mức không còn sức để chống trả. Đúng là anh có vẻ đã quá nhân từ với bọn họ rồi, không ngờ bọn họ vẫn còn muốn trả thù. Lúc đầu ngoài Chu Vô Cực ra thì Tần Lâm không giết ai cả, vì anh không muốn gây ra quá nhiều phiền phức, oan có đầu nợ có chủ, nếu ban đầu bọn họ ngoan ngoãn giao Chu Vô Cực ra thì anh cũng đã không đại khai sát giới đánh bọn họ đến tàn phế rồi, nhưng bây giờ bọn họ lại đòi báo thù ư. Xem ra đó cũng là người trong nhà họ Chu, nếu không thì sao lại muốn lôi lại chuyện này chứ? Hay lắm nhà họ Chu, không cho ngươi một bài học thì các người sẽ không biết ai mới thực sự là bá chủ của thành phố Đông Hải. Tần Lâm chế nhạo, tam đại gia tộc sao? Xem ra không chỉ có mỗi nhà họ Chu, lần này anh nhất định sẽ để cho bọn họ khuất phục hoàn toàn. Có một số người chưa từng bị đánh thì tuyệt đối sẽ không biết mình yếu đuối đến mức nào, người nhà họ Chu vốn tự cao tự đại, bây giờ lại còn muốn tự tay dâng hiến thiên tài của gia tộc cho anh. Còn hai gia tộc kia thì đã là ngọn đèn sắp tắt rồi, thư khiêu chiến này không chỉ là một lá thư khiêu chiến bình thường, mà là một trận đấu sinh tử. Không có thắng thua, chỉ có sống chết, đây chính là trận quyết chiến. Lúc này, Tần Lâm liền nhận được gọi của Trác Y Nhiên. Tần Đại Sư, dạo này thế nào rồi? Tôi là Trác Y Nhiên đây. Giọng nói nhẹ nhàng của Trác Y Nhiên lại vang lên bên tai Tần Lâm. Cô thần thông quảng đại đấy, ngay cả tôi cũng có thể tìm được. Tần Lâm cười nói, Tần Đại Sư là ai chứ? Tôi muốn tìm Tần Đại Sư thì đã có rất nhiều người biết, cũng không phải là việc mò kim đáy bể. Trác Y Nhiên cười nói, nói đi, có chuyện gì thế? Lúc trước tôi đã đề cập với Tần Đại Sư về việc luyện binh lính, tôi nghĩ Tần Đại Sư chắc sẽ không từ chối nhỉ. Yên tâm đi, tôi sẽ trả công hậu hĩnh, hơn nữa chúng ta sẽ tặng cho Tần Đại Sư một huy chương danh dự, có nghĩa là được chính thức công nhận và ủy quyền. Đến lúc đó cậu sẽ được phong quân hàm làm giáo quan Tần. Trác Y Nhiên nghiêm túc nói. Xem ra tôi không có lý do gì để từ chối rồi. Tần Lâm không khỏi mỉm cười. Vậy thì tốt, ba ngày nữa tôi đến đón cậu, giáo quan Tần. Nói xong, Trác Y Nhiên lập tức cúp điện thoại. Ba ngày sau, Tần Lâm sẽ một mình đi đến võ quán Đông Sơn. Đây là võ quán lớn nhất ở thành phố Đông Hải, lớn bằng cả sân bóng rổ trong nhà. Vô cùng rộng rãi, đây cũng là nơi mà rất nhiều người học võ thích đến. Tề Đông Sơn, với tư cách là người sáng lập ra võ quán Đông Sơn, ông ta cũng được công nhận là một cao thủ võ đạo ở thành phố Đông Hải. Tuy không ngang hàng với ba gia tộc lớn nhưng ông ta cũng là bậc tiền bối đáng kính trọng của giới võ thuật ở đây, ông ta được các học trò kính nể và vô cùng tôn trọng. Lúc này, võ quán Đông Sơn đã có hơn 300 người đến, mỗi gia tộc đều có 180 người gồm nhà họ Diệp, nhà họ Sầm và nhà họ Chu. Hơn nữa còn có 7-80 đệ tử của võ quán Đông Sơn, tất cả đã dàn trận đầy đủ.
Khi Tần Lâm xuất hiện ở trước cửa võ quán Đông Sơn, tất cả mọi người lập tức nhìn về phía anh, hàng trăm con mắt đan xen vào nhau, ai nấy đều tràn đầy chiến ý. Ở ngay giữa võ đài, trong bán kính 20 mét, chỉ có một người đang đứng đó. Anh ta mặc một bộ áo dài kiểu Tôn Trung Sơn, đứng khoanh tay, trông vô cùng mạnh mẽ và ngang ngược. Thân phận của Chu Khuê An không hề tầm thường, tuy anh ta đã rời khỏi nhà họ Chu để đến thủ đô, nhưng anh ta vẫn là người mạnh nhất trong tam đại gia tộc, không ai có thể so sánh được. Đúng vậy, nếu nhà họ Chu có thể trừng trị tên súc sinh này thì có thể coi như là diệt trừ đại họa cho võ đạo ở thành phố Đông Hải chúng ta. Sầm Đông Phương nói với vẻ nghiêm túc, nhà họ Sầm tuy không phải bị Tần Lâm giết, nhưng cũng bị anh trấn áp, trận chiến này bọn họ đều nghiến răng nghiến lợi, ai ai cũng muốn nhìn Tần Lâm chết dưới tay Chu Khuê An. Tôi xin lấy danh dự của Chu Khuê An mình ra để thách đấu với Tần Lâm, 3 ngày sau tại võ quán Đông Sơn, tôi sẽ mời người của 3 gia tộc lớn cùng nhau đến xem trận chiến. Chu Khuê An liền xoay người rời đi, người nhà họ Chu tỏ ra vô cùng kích động, có Chu Khuê An thì bọn họ nhất định có thể báo thù rửa hận được rồi. Lần này nhà họ Chu chúng ta có hy vọng rồi, bây giờ Khuê An cũng coi như là một nửa cao thủ huyết mạch, tên Tần Lâm kia sẽ chết chắc cho xem. Đúng vậy, cục tức này cuối cùng cũng nuốt xuống được, nếu không thì ông đây sẽ nghẹn cả đời này mất. Đúng thế, tên khốn Tần Lâm này có chết 100 lần cũng không đủ. Khuê An muốn đánh một trận sống mái với hắn ta, để báo thù được cho nhà họ Chu, để tôi xem tên nhóc này có dám tới hay không. Tất cả người nhà họ Chu đều hô hào, trong mắt bọn họ mà nói thì Tần Lâm chết chắc rồi, căn bản không còn cơ hội sống sót nào. Chu Khuê An chính là biểu tượng của nhà họ Chu, là đỉnh cao võ đạo của bọn họ ở thành phố Đông Hải này. Lần này Chu Khuê An không chỉ muốn giết Tần Lâm để báo thù cho nhà họ Chu, mà còn muốn để cho mọi người biết được. Nhà họ Chu mới là bá chủ thực sự, còn 2 gia tộc kia chỉ là lệ thuộc mà thôi, phải cho bọn họ biết rõ địa vị của mình, vậy thì sau này nhà họ Chu mới có thể sai bảo được. Để không xảy ra sơ hở, bây giờ ông sẽ liên lạc với người đứng đầu của nhà họ Diệp và nhà họ Sầm. Chu Thái Lai suy nghĩ một lúc rồi bấm điện thoại trên tay. Tại y quán, Tần Lâm đang khám cho bệnh nhân, anh vẫn đang tìm cách để chữa khỏi bệnh cho Trúc Linh Linh. Đột nhiên, người chuyển phát nhanh mang đến một bức thư. Xin chào, cho hỏi anh Tần Lâm là ai? Tần Lâm gật đầu với người chuyển phát nhanh. Đây là một bức thư do Chu Khuê An của nhà họ Chu gửi đến, yêu cầu anh Tần phải đích thân mở ra xem. Chu Khuê An. Sau khi Tần Lâm nhận thư, anh lập tức chau mày, sau đó xé bìa ra. Thư khiêu chiến. Chữ rất to và rõ ràng, được viết bằng móc câu sắt, xem ra là có ý sống mái rồi đây. 3 ngày sau tại võ quán Đông Sơn, 3 đại gia tộc cũng sẽ tới xem, ngày đúng ngọ sẽ quyết đấu, không chết không ngừng Chu Khuê An. Tần Lâm khẽ cười, người nhà họ Chu à, thật nực cười, đã bị đánh đến mức không còn sức để chống trả, đúng là anh có vẻ đã quá nhân từ với bọn họ rồi, không ngờ bọn họ vẫn còn muốn trả thù. Lúc đầu ngoài Chu Vô Cực ra thì Tần Lâm không giết ai cả, vì anh không muốn gây ra quá nhiều phiền phức, oan có đầu nợ có chủ. Nếu ban đầu bọn họ ngoan ngoãn giao Chu Vô Cực ra thì anh cũng đã không đại khai sát giới đánh bọn họ đến tàn phế rồi, nhưng bây giờ bọn họ lại đòi báo thù ư. Xem ra đó cũng là người trong nhà họ Chu, nếu không thì sao lại muốn lôi lại chuyện này chứ? Hay lắm nhà họ Chu, không cho ngươi một bài học thì các người sẽ không biết ai mới thực sự là bá chủ của thành phố Đông Hải. Tần Lâm chế nhạo, tam đại gia tộc sao? Xem ra không chỉ có mỗi nhà họ Chu. Lần này anh nhất định sẽ để cho bọn họ khuất phục hoàn toàn. Có một số người chưa từng bị đánh thì tuyệt đối sẽ không biết mình yếu đuối đến mức nào, người nhà họ Chu vốn tự cao tự đại, bây giờ lại còn muốn tự tay dâng hiến thiên tài của gia tộc cho anh. Còn 2 gia tộc kia thì đã là ngọn đèn sắp tắt rồi, thư khiêu chiến này không chỉ là một lá thư khiêu chiến bình thường, mà là một trận đấu sinh tử. Không có thắng thua, chỉ có sống chết, đây chính là trận quyết chiến. Lúc này, Tần Lâm liền nhận được gọi của Trác Y Nhiên. Tần Đại Sư, dạo này thế nào rồi? Tôi là Trác Y Nhiên đây. Giọng nói nhẹ nhàng của Trác Y Nhiên lại vang lên bên tai Tần Lâm. Cô thần thông quảng đại đấy, ngay cả tôi cũng có thể tìm được. Tần Lâm cười nói. Tần Đại Sư là ai chứ? Tôi muốn tìm Tần Đại Sư thì đã có rất nhiều người biết, cũng không phải là việc mò kim đáy bể. Trác Y Nhiên cười nói. Nói đi, có chuyện gì thế?
Lúc trước tôi đã đề cập với Tần Đại Sư về việc luyện binh lính, tôi nghĩ Tần Đại Sư chắc sẽ không từ chối nhỉ. Yên tâm đi, tôi sẽ trả công hậu hĩnh, hơn nữa chúng ta sẽ tặng cho Tần Đại Sư một huy chương danh dự, có nghĩa là được chính thức công nhận và ủy quyền, đến lúc đó cậu sẽ được phong quân hàm làm giáo quan Tần. Trác Y Nhiên nghiêm túc nói. Xem ra tôi không có lý do gì để từ chối rồi. Tần Lâm không khỏi mỉm cười. Vậy thì tốt, 3 ngày nữa tôi đến đón cậu, giáo quan Tần. Nói xong, Trác Y Nhiên lập tức cúp điện thoại. 3 ngày sau, Tần Lâm sẽ một mình đi đến võ quán Đông Sơn, đây là võ quán lớn nhất ở thành phố Đông Hải, lớn bằng cả sân bóng rổ trong nhà, vô cùng rộng rãi, đây cũng là nơi mà rất nhiều người học võ thích đến. Tề Đông Sơn, với tư cách là người sáng lập ra võ quán Đông Sơn, ông ta cũng được công nhận là một cao thủ võ đạo ở thành phố Đông Hải, tuy không ngang hàng với 3 gia tộc lớn nhưng ông ta cũng là bậc tiền bối đáng kính trọng của giới võ thuật ở đây, ông ta được các học trò kính nể và vô cùng tôn trọng. Thân phận của Chu Khuê An không hề tầm thường, tuy anh ta đã rời khỏi nhà họ Chu để đến thủ đô, nhưng anh ta vẫn là người mạnh nhất trong tam đại gia tộc, không ai có thể so sánh được. Đúng vậy. Nếu nhà họ Chu có thể trừng trị tên xúc sinh này thì có thể coi như là diệt trừ đại họa cho võ đạo ở thành phố Đông Hải chúng ta. Sầm Đông Phương nói với vẻ nghiêm túc, nhà họ Sầm tuy không phải bị Tần Lâm giết, nhưng cũng bị anh trấn áp, trận chiến này bọn họ đều nghiến răng nghiến lợi, ai ai cũng muốn nhìn Tần Lâm chết dưới tay Chu Khuê An. Rõ ràng, Chu Khuê An đã nhận thua, anh ta biết mình không phải đối thủ của Tần Lâm, tên này chẳng nhẽ thực sự muốn giết anh ta à? Từ ánh mắt của Tần Lâm, Chu Khuê An biết, mình đoán không sai, tên này muốn giết mình. Người của tam đại gia tộc đều trố mắt nhìn nhau, bây giờ không ai trong số bọn họ có thể lên trận, bây giờ Tần Lâm nghiễm nhiên trở thành kẻ thù chung của mọi người, ai cũng hận anh đến tận xương tận tủy. Tần Lâm cười khẩy, trận chiến này vốn là trận chiến sinh tử, bây giờ Chu Khuê An thua rồi, đương nhiên phải chết. Đương nhiên là tao muốn giết mày, chẳng nhẽ tao lại không muốn giết mày. Giết một kẻ để làm gương. Mày không được giết tao, không được giết tao. Chu Khuê An tái mét mặt, không ngừng lùi về sau, lông cả người dựng đứng lên, ánh mắt của Tần Lâm đáng sợ quá, trước nay anh ta chưa bao giờ gặp ai có ánh mắt hung hăng đến vậy. Trông vô hại, nhưng vừa ra tay liền có thể đánh tan cả đoàn quân. Một quyền, một chưởng là khiến cho anh ta không biết trốn vào đâu. Tần Lâm không ngừng bước chân, tiếp tục đi qua chỗ Chu Khuê An. Tại sao tao không được giết mày? Đây là trận chiến sinh tử, là mày gửi chiến thư cho tao, mày thua rồi, tao giết mày, đó là đạo lý hiển nhiên. Thua rồi, thực sự thua rồi. Chu Thái Lai cảm thấy bất an, sắc mặt khó coi, Chu Khuê An là hy vọng duy nhất của nhà họ Chu bây giờ, là người nối dõi duy nhất, không thể chết được, Tần Lâm mà giết Chu Khuê An thì không ổn. Chu Khuê An trầm giọng nói, người học võ phải có lòng nhân hậu, mày mà giết tao thì mày sẽ gặp trở ngại trong việc tu hành. Tần Lâm cười nhạt. Thật không, tao thật sự không quan tâm đến cái này, tao chỉ biết nếu tao không giết mày, mày nhất định còn kéo dài chút hơi tàn, nhà họ Chu bọn mày vĩnh viễn không lấy đây làm bài học đâu. Vậy nên mày phải chết. Tần Lâm hoàn toàn không quan tâm đến Chu Khuê An, nhưng lúc này tất cả mọi người ở đây đều đứng lên. Chu Thái Lai nổi giận nhìn Tần Lâm, may mà ông ta đã sớm chuẩn bị. Liên hợp với 2 gia chủ của 2 đại gia tộc là Diệp Trình Tiền và Sầm Đông Phương, hơn nữa có Tề Đông Sơn ở đây, nếu Tần Lâm mà muốn giết người, thì tất cả mọi người sẽ hợp lực tấn công. Thực lực của Tần Lâm quá mạnh, đủ để uy hiếp địa vị của tam đại gia tộc ở Đông Hải. Tam đại gia tộc và Tần Lâm không thể cùng tồn tại, Tề Đông Sơn nhất định sẽ không ngồi yên trơ mắt nhìn, ông ta là người có thế lực nhất trong tam đại gia tộc. Mặc dù sự tồn tại của Tần Lâm tạm thời không ảnh hưởng đến lợi ích của ông ta, nhưng anh đã phá vỡ thế cân bằng ở thành phố Đông Hải, Tề Đông Sơn không thể đổ trách nhiệm cho người khác, nhất định sẽ giúp sức đối phó với Tần Lâm. Sao vậy, muốn tấn công tập thể tôi hả? Có vẻ như đám võ đạo thế gia mấy người đều là lũ cá mè một lứa, ha ha ha. Tần Lâm lắc đầu, cười vào mặt đám người này. Bây giờ Chu Khuê An đánh không lại anh, bọn họ muốn cùng xông lên, để tạo uy hiếp cho anh. 300 người cùng ra tay thì đến một con ruồi cũng không bay ra nổi, hoàn toàn không có cơ hội bỏ chạy. Bây giờ võ quán Đông Sơn này đã bị bao vây chặt rồi. Chu Khuê An thua rồi, nhưng võ đạo thế gia bọn họ không thể thua, chắc chắn không được phép thua, bọn họ thua không nổi, tiếp tục thua,
thì sẽ bị Tần Lâm cưỡi lên đầu lên cổ. Lúc này Tần Lâm đương nhiên đã trở thành kẻ thù chung của tất cả các gia tộc võ đạo, đám người này đã không còn quan tâm đến đạo lý nữa, chúng chỉ muốn giết chết Tần Lâm thôi, cho dù có phải dùng mấy thủ đoạn hèn hạ thì sao chứ. Bọn họ có thể thua, nhưng Tần Lâm nhất định phải chết, chỉ cần Tần Lâm chết, bọn họ mới có cơ hội để chiếm lại Đông Hải, bọn họ luôn muốn làm hoàng đế đất Đông Hải này, tất cả những người chắn ngang con đường lợi ích của họ đều phải chết. Tề Đông Sơn âm trầm nói, khoanh tay đứng giữa Tần Lâm và Chu Khuê An. Tần Lâm không có võ đức, mặc dù cậu thắng nhưng cậu nên biết giới hạn, tại sao có muốn ra tay giết người. Nếu như hôm nay cậu dám động vào một cọng lông của đại thiếu gia nhà họ Chu, chúng tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Ai dám chắn đường tôi giết người ấy. Tên điên to gan, đã là lúc nào rồi mà còn không coi ông Tề ra gì, nhà họ Sầm chúng tôi sẽ không để loại người như này tồn tại, tôi sẽ báo thù thay cho ông Tề. Chúng tôi không thể để người của Đông Hải thất vọng được, ông Tề là tiền bối của chúng tôi, tên này không biết tôn trọng bậc tiền bối, giết người như ngoé, tội đáng muôn chết. Lúc này Sầm Đông Phương đứng hẳn dậy ra lệnh, tất cả những người sùng bái ông Tề bị Sầm Đông Phương thêm dầu vào lửa, nên càng tức giận hơn, nháy mắt bùng nổ. Được, một đám rác rưởi, chỉ biết nói giỏi, các người đúng là u nhọt trong võ đạo thế gia, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho bách tích thắp đèn. Tần Lâm khịt mũi khinh thường, hôm nay, anh nhất định phải quy hoạch lại trật tự của võ đạo thế gia ở thành phố Đông Hải. Sầm Đông Phương hùng hồn nói. Không cho cậu thắp đèn đấy sao nào, cậu muốn cắn người ta chắc, cậu giết Chu Vô Cực là sự thật, giết Diệp Thiên Long cũng là sự thật, đánh nhà họ Sầm là sự thật, ra tay với ông Tề cũng là sự thật, cậu nghĩ thành phố Đông Hải là nhà cậu chắc. Muốn đánh ai thì đánh, bây giờ còn muốn giết cả Chu Thiếu Gia. Tôi nghĩ cậu muốn chết rồi đấy, thành phố Đông Hải chúng tôi sẽ không để khối u nhọt như cậu tồn tại đâu. Diệp Trình Tiền cũng đồng ý, người nhà họ Diệp đã muốn ra tay từ lâu rồi. Đúng, không thể để người này sống. Họ cùng lúc xông lên, cho dù mày có là ông trời thì cũng phải quỳ xuống xin tha mạng. Vậy thì còn đợi gì nữa? Vì báo thù cho ông Tề, vì huy hoàng của tam đại gia tộc chúng ta phải giết chết tên này, thay trời hành đạo. Chu Thái Lai tuyên bố, tất cả mọi người như được tiếp thêm năng lượng, họ cùng xông lên, bao vây lấy Tần Lâm. Cả trăm người vây kín võ quán Đông Sơn, bắt đầu lấy nhiều đánh ít. Nhưng điều khiến tất cả mọi người không ngờ là, Tần Lâm quá mạnh, chỉ một quyền mà đã đánh dạp cả hàng, khiến bọn họ không thể chống lại. Một cước phi ra, cả trăm người ngã. Lúc này, Tần Lâm đáng sợ như đi vào chỗ không người, liên tục đánh bại hơn trăm người, mà vẫn mạnh mẽ vô song. Không hề chậm trễ. Thực lực thật sự của Tần Lâm khiến tất cả mọi họ kinh sợ, có điều người đông thế mạnh, hơn 300 người xông lên cùng lúc, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, ai có thể đánh bại được Tần Lâm nhất định sẽ trở thành anh hùng của toàn bộ thành phố Đông Hải. Ai mà không muốn được nêu cao tên tuổi, ai mà không muốn bộc lộ tài năng chứ? Nhưng Tần Lâm đâu có dễ đối phó như vậy, những người này mặc dù cố gắng tấn công nhưng Tần Lâm chỉ tung vài đòn, bọn họ đã ngã dạp cả ra. Cả võ quán Đông Sơn đầy tiếng kêu rên thảm thiết, cảnh tượng cực kỳ bi thảm khiến người ta sợ hãi. 50 người, 100 người, 150 người, 200 người. Càng ngày càng có nhiều người ngã xuống, bọn họ đâu phải đối thủ của Tần Lâm. Khi bọn họ ngã xuống không dậy nổi, khi bọn họ bị thương nặng, họ mới ý thức được Tần Lâm đáng sợ thế nào. Anh không phải người mà chính là thần. Tần Lâm nhàn nhã bước đi, gia tăng tốc độ. Sức mạnh không gì sánh kịp, không ai có thể sánh bằng anh, người của võ quán Đông Sơn và tam đại gia tộc liên tiếp ngã xuống, bị đánh đến thương tích đầy mình. Sầm Đông Phương, Tề Đông Sơn đều kinh hãi, bọn họ không ngờ đối phó với Tần Lâm trẻ tuổi lại tốn nhiều sức lực như vậy, hơn nữa người bên bọn họ lại ngã xuống liên tục, dường như bị đối phương chế ngự. Sao có thể? Nói ra chắc không ai tin, Tần Lâm một mình đánh bại tất cả gia tộc võ đạo của thành phố Đông Hải. Anh coi cả trăm người như cỏ rác. Tần Lâm tựa như chiến thần không biết mệt mỏi, từng chưởng đều chứa đựng bên trong sức mạnh kinh khủng, mỗi bước mỗi chiêu, mỗi lần ra tay đều tựa như ông trời, cả trăm người cuối cùng phải nằm dưới chân anh, cả võ quán Đông Sơn trở nên hoang tàn, khắp nơi là người. Tần Lâm ra tay tựa sấm vang chớp giật, không hề nương tay, cả trăm người dường như đều bị đánh đến mức tàn phế. Trong mắt bọn họ chỉ còn lại sự khiếp sợ và nỗi tuyệt vọng.
Chiêu thức của Tần Lâm khiến cho họ nhìn thấy được ai mới là kẻ mạnh thật sự. Trong mắt Tần Lâm, bọn họ chỉ là lũ rác rưởi thôi. Người đang sợ hãi nhất ở đây chắc chính là Chu Khuê An, lúc này Tần Lâm đã đi về phía anh ta, đôi mắt lạnh buốt tựa như dao, trong đấy chứa đầy sát khí. Chu Khuê An mặt xám như tro, tim đầy giá rét. Tần đại sư, xin hãy nương tay. Tần Lâm nhíu mày, khi anh chuẩn bị giết Chu Khuê An, có người xuất hiện sau lưng anh. Tần đại sư, xin hãy nương tay. Người đến không phải ai khác, chính là Trác Y Nhiên. Đội phó Trác, cứu tôi đội phó Trác. Chu Khuê Anh như bắt được cọng rơm cứu mạng, kích động hét lên, anh ta cảm giác được hô hấp của mình như bị bóp nghẹt lại, Tần Lâm muốn giết anh ta cũng dễ như trở bàn tay. Tần Lâm trầm giọng nói. Cô quen hắn. Trác Y Nhiên trầm giọng nói. Anh ta là người của tôi. Tần Lâm nói, để không khiến gì hai lo lắng, anh nhất định sẽ không khiến gì hai thất vọng. Đường Mẫn trầm giọng nói. Vậy dì nói nhé. Dì có một người bạn, mắc bệnh nặng, đang ở thủ đô, bọn dì lâu rồi không gặp, lần này bà ấy đột nhiên liên lạc với dì cũng trở tay không kịp, dì muốn cháu đi khám bệnh cho bà ấy giúp dì, với lại thù lao cũng không rẻ đâu. Được, nếu dì đã nói vậy, thì cháu sẽ đi, vừa hay cháu cũng định đi một chuyến xa nhà. Tần Lâm cười nói, anh còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là chuyện chữa bệnh cứu người, đây vốn là chức trách là công việc của anh, cũng là việc anh thích nhất. Đường Mẫn cẩn thận nói. Được rồi, dì gửi địa chỉ cho cháu phải nhớ kỹ, sau đó đi tìm bà ấy, đến lúc đó sẽ có người đến đón cháu. Dì hai, dì thật sự không sao chứ? Tần Lâm nhíu mày, dì hai dường như đang rất cẩn thận với mình, đây là chuyện trước nay chưa hề có. Nhưng dì hai là người thân của mình, sao mình có thể hại dì được, không có mẹ, dì hai là người thân duy nhất của Tần Lâm. Nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại. Tần Lâm gật đầu, quay người về nhà chuẩn bị đồ đạc. Sáng ngày hôm sau, Tần Lâm và Trác Y Nhiên đến thủ đô, là đế đô của Hoa Hạ rộng lớn, cũng được mệnh danh là nơi chín con rồng chiếm cứ, đế đô của Long Hổ Tiếu Ngạo, đây cũng là lần đầu Tần Lâm đến thủ đô. Đây là trung tâm của Hoa Hạ, cũng là trung tâm quyền lực, xương sống của thế giới. Lúc trước sư phụ từng cảnh cáo anh, làm bác sĩ phải cứu sống người, vì dân vì nước. Mặc dù lần này mình đi không phải để chữa bệnh cho người ta, nhưng cái này cũng là vì bảo vệ đất nước, cứu được nhiều người hơn nữa. Ông Lỗ Tấn từng bỏ nghề y theo nghề viết, chỉ vì muốn cứu rỗi được nhiều bách tính đang trong cảnh lầm than hơn. Tần Lâm không thể bỏ nghề y, nhưng anh sẽ không từ bỏ cơ hội vì nước vì dân được, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân Hoa Hạ, cũng là đòn tấn công đến những tên tội phạm. Hoa Hạ mênh mông khiến cho tám phương chấn động. Đây là nguyện vọng lớn nhất cả đời này Tần Lâm, không có được năng lực múa bút thành văn như Lỗ Tấn nhưng Tần Lâm sẽ không để mình thua kém. Anh luôn tuân thủ quy tắc này, đã đắc tội người Hoa Hạ thì có chạy xa cũng bị giết chết. Tần Lâm nói với Trác Y Nhiên. Tôi có chút chuyện riêng phải làm, Y Nhiên, buổi tối tôi sẽ đến tìm cô đưa tôi số điện thoại của cô. Trác Y Nhiên nói. Không cần tôi đưa cậu đi dạo thủ đô à. Tôi không phải đứa trẻ 3 tuổi. Đợi điện thoại của tôi. Tần Lâm cười nói, sau đó rời khỏi sân bay, Tần Lâm gọi điện thoại cho số mà dì hai đưa anh. Tít, tít tít, chuông điện thoại vang mãi nhưng không có ai bắt máy. Tần Lâm nói, alo, xin chào, tôi là Tần Lâm, là người mà bà Đường Mẫn giới thiệu để khám bệnh cho bà. Tiểu, Tần Lâm, cậu có phải là bác sĩ Tần không? Cậu ở đâu, bây giờ tôi phái người đi đón cậu. Người nghe máy là một phụ nữ trung niên với giọng nói yếu ớt, khiến anh bất ngờ là giọng của bà hơi kích động. Người phụ nữ này uể oải, thực sự là người mắc bệnh nặng, mặc dù mình chưa gặp bà ấy, nhưng anh có thể xác định được đây là người mắc chứng bệnh khó chữa. Tôi đang ở sân bay quốc tế thủ đô. Tần Lâm nói, có vẻ người này có quan hệ khá tốt với dì hai, đây cũng là chuyện tiện tay làm thôi. Được, tôi sẽ lập tức phái người qua đón cậu. Người phụ nữ trung niên cúp máy. Tần Lâm đợi một lúc, một chiếc Mercedes Maybach xuất hiện trên đường ở gần sân bay. Một ông lão khoảng 70 tuổi, tóc bạc phơ mặc đường trang giản dị, tay cầm quải trượng, bước từ xe xuống. Xin chào, cậu là cậu Tần Lâm phải không? Là tôi. Tần Lâm gật đầu, ông lão nhìn Tần Lâm, mỉm cười, trong ánh mắt đầy vẻ dịu dàng, khiến Tần Lâm có hơi khó hiểu. Ông lão này nhìn mình như nhìn người thân vậy, điều này khiến anh hơi khó chịu.
Tần Lâm nói. Đi thôi, chuyện khám bệnh không thể để chậm trễ. Được, mời cậu Tần, tôi tên là Vệ Long, có yêu cầu gì có thể bảo tôi. Vệ Long cười nói, đích thân mở cửa xe, sau khi Tần Lâm lên xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trên đường quốc lộ, Tần Lâm nhìn ông lão hiền hóa dễ gần này, luôn cảm thấy có gì được không đúng, hơn nữa ông nhất định không phải người thường, công phu của ông không hề thấp, người này chẳng nhẽ có mưu đồ gì. Có điều Tần Lâm tài cao gan lớn, hơn nữa còn là người gì hai giới thiệu, nhất định không sai được. Khoảng 20 phút sau chiếc xe dừng lại trước một trang viên ở ngoại ô, Long vệ xuống xe mở cửa cho Tần Lâm. Trang viên này dù không rộng bằng trang viên Thanh Mai, nhưng sân vườn ở đây cao cổng kín tường, khiến người bên ngoài không dòm ngó được. Hơn nữa vừa nhìn là biết nơi đây đậm chất cổ kính, không phải xây dựng theo lối hiện đại, có một trang viên như vậy ở ngoại ô thủ đô thì đúng là không tưởng tượng nổi. Mặc dù Tần Lâm chưa từng đến đế đô, nhưng anh biết nơi đây tấc đất tấc vàng, trang viên này không phải thứ người bình thường ở nổi. Phủ Tần. Tần Lâm ngẩng đầu, nhìn thấy trên trang viên viết hai chữ này, trái tim khẽ lệch một nhịp. Vệ Long mỉm cười, sau khi đưa Tần Lâm đến đại sảnh liền quay người đi mời phu nhân. Cậu Tần chờ một chút, tôi sẽ mời phu nhân đến. Đại sảnh được trang hoàng theo phong cách cổ xưa, nhưng lại có vẻ buồn tẻ, nhà rất lớn nhưng không có nhiều sinh khí, tiêu điều, khiến cho người ta thấy cô đơn. Nhà lớn như vậy mà không có lấy một người giúp việc. Tần Lâm chờ đợi trong chốc lát, một người phụ nữ mặc trường bào màu tím, vẻ mặt ốm yếu, mệt mỏi, được Long vệ dìu chậm chậm đi qua. Người phụ nữ trông rất xinh đẹp, có điều vô cùng yếu ớt, Tần Lâm liếc mắt liền biết, trung khí sao không đủ, bệnh tình vô cùng nghiêm trọng, thậm chí không lâu nữa sẽ mất mạng. Lòng Tần Lâm dậy lên sóng to gió lớn, bố mẹ ruột của mình đã chết trong trận hỏa hoạn năm đó rồi mà, sao có thể là bà ấy được. Tần Lâm không thể nào chấp nhận được hiện thực, theo như anh thấy, mình đã là cô nhi từ lâu rồi. Lúc này bảo với anh, mẹ anh còn sống, hơn nữa đang ở trước mặt anh, Tần Lâm hoàn toàn không tiếp nhận nổi. Nhiều năm như vậy, anh đã sớm quen rồi, nhưng bây giờ nói với anh mẹ anh còn ở trần gian, hơn nữa không phải bố mẹ năm đó của anh, Tần Lâm cảm thấy mình sắp điên rồi, nếu như không vì dì hai giới thiệu, Tần Lâm đã lật mặt lâu rồi. Đợi đã, dì hai giới thiệu. Phủ Tần. Tần Lâm đấu tranh nội tâm, lòng anh vô cùng phức tạp, chuyện này không phải thật. Mặc dù bây giờ Tần Lâm bình tĩnh, trải qua nhiều chông gai như vậy, anh không còn sốc nổi như năm xưa nữa, Tần Đại Sư bây giờ là nhân vật nổi tiếng ngời ngời. Nhưng lúc này, nhìn thấy ánh mắt yêu thương thành khẩn dịu dàng của Tiêu Nghiên, trái tim Tần Lâm hơi do dự. Bà Tiêu bà đừng đùa nữa, sao tôi có thể là con trai bà được chứ, đây không phải là sự thật. Bà đừng có ăn nói linh tinh. Tần Lâm lắc đầu lia lịa nhưng trong lòng vô cùng kích động, hơi thở cũng trở nên ngưng đọng, đã lâu rồi anh chưa từng như thế này. Tâm lặng như nước, sao có thể chứ, cho dù Tần Lâm đã trải qua muôn vàn khó khăn nguy hiểm nhưng lúc này anh cũng không thể tin nổi, không thể nào giải thích được. Tần thiếu gia, cậu thực sự là con trai của phu nhân, Đường Mẫn có thể làm chứng. Năm đó Đường Mẫn là một trong bốn người hầu của phu nhân. Tên thật mẹ nuôi của cậu là Đường Uyển Dung, bà ấy và bố nuôi cậu là Tần Vũ đều đã thay tên đổi họ dẫn cậu đi mai danh ẩn tích ở thành phố Đông Hải sinh sống nhiều năm trời. Mẹ ruột của cậu chính là phu nhân, không tin cậu có thể đi hỏi Đường Mẫn gì hai của mình. Vệ Long nói một cách chắn chắn. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tần Lâm không thể nào chấp nhận được sự thật này. Lúc này một bóng người xuất hiện trong phòng, đó chính là Đường Mẫn. Tiểu Lâm, dì xin lỗi. Đường Mẫn khẽ nói, tất cả những điều quản gia Vệ Long nói đều là sự thật, cháu thực sự là con trai của phu nhân. Dì hai, sao đến dì cũng hùa với họ để lừa cháu chứ? Tại sao chứ, dì nói cho cháu biết đi. Tần Lâm phẫn nộ gào lên. Lúc này Tiêu Nghiên đã đẫm nước mắt. Không phải như thế đâu Tiểu Lâm, Đường Uyển Dung mẹ nuôi của cháu chính là chị em ruột của dì, nhưng bởi vì chuyện của nhà họ Tần nên hai mẹ con cháu đều bị liên lụy. Để nghĩ ra kế sách vẹn toàn đành phải để bố mẹ nuôi của cháu là Tần Vũ và Đường Uyển Dung thay tên đổi họ đến thành phố Đông Hải. Ngay cả nhà họ Đường ta cũng buộc phải đến Đông Hải bởi vì chuyện năm đó liên lụy quá lớn, nếu như không rời khỏi cái trung tâm quyền lợi hoa hạ này thì cháu không thể sống đến ngày hôm nay được. Đường Mẫn nghiêm nghị nói. Để đoạn tuyệt quan hệ với cháu, mẹ ruột cháu đã phải xé ruột xé gan 20 năm trời không hề gặp cháu lấy một lần, làm như vậy vì muốn bảo vệ cháu.
để cháu có thể trưởng thành một cách vui vẻ hạnh phúc, không phải bà ấy không cần cháu, bao nhiêu năm qua cháu biết bà ấy sống thế nào không? Hai bố con cháu chính là lý do duy nhất để bà ấy tiếp tục sống, sau khi biết tin cháu mất bà ấy đã suy sụp hoàn toàn, suýt nữa thì chết trong sự đau khổ, cháu có hiểu được những điều này không? Trên đời này làm gì có người mẹ nào không yêu con mình chứ? Nhưng bởi vì bị bao vây cô lập nên mẹ cháu không còn cách nào nữa đành phải cho cháu đi, bao nhiêu năm qua một mình bà ấy sống những tháng ngày dày vò đau khổ, không được nhìn chồng con, nỗi khổ đó khó nói thành lời. Cho dù cháu có tin hay không thì đây đều là sự thật không thể chối bỏ. Bố mẹ ruột còn sống, cháu nên cảm thấy vui mừng mới phải, mặc dù bố nuôi cháu đã chết nhưng không có nghĩa cháu đã mất hết người thân. Bây giờ nói cho cháu biết những điều này là bởi vì mẹ cháu không còn nhiều thời gian nữa, thế nên bà ấy muốn gặp cháu lần cuối, lẽ nào ngay cả cơ hội này cháu cũng không muốn cho bà ấy sao? Đường Mẫn nhấn mạnh từng câu từng chữ, giọng nói trầm lắng, nhìn Tần Lâm với ánh mắt sáng rực. Tần Lâm sững sờ nhìn dì hai, lời nói của bà ấy chẳng khác gì những trái bom nổ liên tục trong lòng, khiến anh chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Tần Lâm không thể kiểm soát được bản thân, không biết lựa chọn thế nào, trước đây cho dù là đối diện với cái chết anh cũng chẳng hề sợ hãi, nhưng sự lựa chọn vào giây phút này lại khiến anh ngập ngừng đắn đo. Rốt cuộc anh có nên đối mặt lại với bà ấy không? Một người sinh ra anh nhưng lại không nuôi anh. Có ai trong số các người cho tôi cơ hội sống lại sao? Lẽ nào các người không biết nói cho tôi những điều này tàn nhẫn như thế nào ư? Người nuôi nấng tôi bao nhiêu năm qua lại không phải là bố mẹ ruột của tôi, các người không thấy điều này rất tàn nhẫn sao? Giọng nói của Tần Lâm vô cùng u ám lạnh lẽo, lướt nhìn đám người Đường Mẫn và Tiêu Nghiên, chỉ anh mới hiểu rõ nhất sự đoạn tuyệt trong lòng. Lời nói của dì hai gần như là đúng 100%, ánh mắt của Tiêu Nghiên không thể sai được. Chỉ khi nhìn con cái của mình thì mới có ánh mắt rạt rào tình yêu thương và dịu dàng như thế. Nhưng trong lòng Tần Lâm lại thấy vô cùng rối bời, anh biết rõ bản thân mình là người như thế nào, nhưng một người trước giờ luôn quyết đoán như anh lại rơi vào hoàn cảnh khó xử. Anh không thể nào chấp nhận được hiện thực này, càng không thể tưởng tượng ra người bố mà mình từng yêu thương sâu đậm lại không phải là bố ruột, điều này là một cú đả kích lớn đối với Tần Lâm đồng thời cũng là kết cục khó tưởng tượng nổi. Không ngờ bố mẹ ruột thực sự của anh vẫn còn trên thế gian. Thằng bé Tần Lâm đúng là quá quát, phu nhân yên tâm tôi sẽ đi tìm nó là máu mủ ruột thịt của bà là mẹ ruột của nó chắc chắn sẽ chấp nhận bà, nhưng phải cần có thời gian. Đường Mẫn vội nói, thôi bỏ đi, có một vài việc qua rồi thì để nó qua đi, trước khi chết có thể nhìn thấy Tần Lâm lần cuối là tôi mãn nguyện rồi. Tiêu Nghiên chịu đựng sự mệt mỏi trong cơ thể, một mình đi vào trong phòng ngủ. Ngoài cửa sổ tĩnh mịch lá rơi khắp sân nhà. Bên bờ ao mưa đêm rơi tí tách, gió thu xì xào, sóng nước bập bềnh. Chưa đêm nào lại lạnh lẽo điều hiu như đêm nay. Tiêu Nghiên ngồi trước cửa sổ, đôi mắt thất thần nhìn về phương xa nhưng lại không thấy điểm cuối. Gió xì xào, mưa ngừng rơi. Một người đàn ông quần áo màu đỏ máu đột nhiên xuất hiện dưới cây ngô đồng bên cạnh cái ao. Ông ấy đeo mặt nạ, nhìn không rõ gương mặt. Có điều ngồi dưới gốc cây như Thái Sơn vậy. Xin lỗi. Người đàn ông trầm giọng, lạnh nhạt nói. Nhưng đôi mắt của ông ấy lại hiện lên sự bi thương và nỗi đau khổ khó nói thành lời. Có gì phải xin lỗi chứ, thứ gì thuộc về mình rồi sẽ là của mình, thứ không phải của mình thì cưỡng cầu làm chi, ông trời yêu ái tôi, ông cũng đối xử tốt với tôi. Giọng nói của Tiêu Nghiên hững hờ, mặc dù bà đã từng khuyên rất nhiều lần. Bảo ông ấy đừng đến nhưng lần nào ông ấy cũng không chịu nghe. Tôi không thể làm được gì. Người đàn ông lý nhí nói, cuộn chặt nắm đấm, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cố quá thành quá cố, ông đã làm quá nhiều điều vì tôi không muốn mắc nợ ông. Tiêu Nghiên nhắm mắt lại tựa như đang lim dim ngủ, gửi hồn vào giấc mộng vậy. Tôi sẽ giết hắn ta. Giọng nói của người đàn ông sắc như đao, đấm một phát xuyên qua cây ngô đồng bề ngang hơn nửa mét. Mặt Tiêu Nghiên lập tức tái mét, đồng tử co lại. Bồ Tát, ông mà dám ra tay thì có chết tôi cũng sẽ không tha thứ cho ông. Người đàn ông được gọi là Bồ Tát hít một hơi thật sâu, ánh mắt phức tạp, không can tâm chút nào. Bà đã quá mệt mỏi rồi. Bồ Tát nhìn Tiêu Nghiên, người phụ nữ mà ông ấy yêu sâu đậm cả một đời lại không muốn nhìn thẳng vào mặt mình. Nhưng cho dù phải từ bỏ cả thế giới thì ông cũng sẽ không từ bỏ bà ấy. Tôi sẽ tiếp tục đi tìm,
mùng 7 tháng sau tôi sẽ trở lại. Nói xong Bồ Tát liền quay phát người rời đi cũng chẳng quan tâm Tiêu Nghiên nói gì, ông ấy biến mất trong màn đêm giống như quỷ thần vậy. Phương Nam có Chu Tước, phương Bắc có Bồ Tát. Đây là hai nhân vật đáng sợ nhất trong võ đạo Hoa Hạ, Chu Tước không xuất hiện ai sẽ giành chiến thắng. Võ Lâm Chí Tôn, Bồ Tát phương Bắc. Sau khi rời khỏi phủ họ Tần, trong lòng Tần Lâm vô cùng bất an, nhưng anh không thể nào đối diện được với tất cả những việc này. Người phụ nữ dịu dàng hiền từ đó thực sự là mẹ ruột của mình sao? Tần Lâm đã tự hỏi chính mình vô số lần, ngay cả bản thân anh cũng biết chắc rằng lời nói của dì hai hoàn toàn chính xác. Dung mạo, ánh mắt đó, cái cảm giác thân thuộc khó nói thành lời như thể đã từng quen biết nhau đó cứ vương vấn trong lòng Tần Lâm. Lẽ nào cuộc đời của mình lại rối ren như thế sao? Thì ra anh không phải con ruột của Tần Vũ và Đường Uyển Dung mà là thiếu gia của nhà họ Tần ở thủ đô. Tất cả những việc này quá bất ngờ, Tần Lâm không hề để ý đến địa vị thân phận, anh chỉ quan tâm đến việc tại sao mình lại bị bỏ rơi. Có thể Tiêu Nghiên có nỗi khổ khó nói, nhưng có nỗi khổ nào đến mức từ bỏ con ruột của mình sao? Con không chê mẹ xấu, chó không chê chủ nghèo, sao cứ phải bắt mình rời khỏi cuộc sống của họ chứ? Điều này thực sự quá tàn nhẫn với Tần Lâm, đến tận bây giờ anh cũng không thể tha thứ cho mẹ ruột được, càng không thể chấp nhận sự thật này. Tần Lâm biết cho dù bản thân không muốn chấp nhận thì cũng không thể nào thay đổi được, ít nhất thì bây giờ anh không muốn dính líu đến chuyện này nữa. Anh muốn yên tĩnh một mình, cho bản thân cơ hội thuyết phục chính mình. Tần Lâm đã trải qua quá nhiều chuyện, khi anh báo thù cho bố mẹ, khi anh đứng trên đỉnh cao của Đông Hải lại không có ai nói cho anh biết rằng bố mẹ ruột anh là người khác, sao Tần Lâm có thể bình tĩnh được chứ? Bây giờ Tần Lâm cần thời gian để chấp nhận những việc này. Gọi điện thoại cho Trác Y Nhiên xong, Tần Lâm vẫn quyết định dành thời gian suy nghĩ xem có thể tha thứ cho Tiêu Nghiên, người mẹ ruột của mình hay không, chính bản thân anh cũng không rõ lòng mình nghĩ gì. Tôi đã sai người đi đón cậu rồi, Tần Đại Sư. Trác Y Nhiên nói trong điện thoại, Đam Mỹ Hài. Một lúc sau một chiếc xe Đông Phong Mãnh Sĩ Quân Dụng đến đón Tần Lâm, là hai người thanh niên, thân mình cao giáo mặc trang phục gọn gàng. Tần Đại Sư mời. Trương Đức Tráng trầm giọng nói. Anh ta không ngờ rằng người mà phó đội trưởng bảo đến đón lại là một thanh niên 20 tuổi. Gì cơ, đây là Tần Đại Sư mà cô ấy nói sao? Trương Đức Tráng rèm pha trong lòng, tên này có thể dạy bọn họ cái gì chứ? Nhưng anh ta chỉ nghĩ thế thôi chứ không nói nhiều, dù gì cũng là người mà phó đội trưởng mời đến, là lừa hay ngựa dắt ra ngoài xem là biết ngay. Muốn làm huấn luyện viên cho đội biệt kích Giao Long sao, không dễ dàng như thế đâu. Sau chặng đường hơn nửa tiếng gấp khúc quanh co, đột nhiên xe rẽ vào khu vực núi ở ngoại ô thủ đô, hơn nữa rất thưa thớt, xung quanh toàn rừng núi hoang vu, chỉ có một con đường vô cùng khúc khuỷu, nếu không phải xe Việt dã thì không thể nào vào được. Sau đó xe đến một cái hẻm giữa hai ngọn núi, xung quanh có không ít vũ khí quân dụng, sân bãi rất rộng nhưng chỉ có tầm 20-30 người. Có một tảng đá lớn kẹt giữa hai ngọn núi, vừa hay che đi khu vực này. Cho dù là máy bay trinh sát bay qua cũng không thể phát hiện ra chỗ này được. Còn dám bất kính với Tần Đại Sư thì đừng trách tôi không khách khí. Giọng nói của Trác Y Nhiên trở nên lạnh lùng, bọn họ đều là cao thủ hàng đầu các đơn vị, là binh vương kiêu ngạo, bây giờ bảo bọn họ cúi đầu trước Tần Lâm, một người không có danh tiếng. Sao có thể chứ? Cho dù là có mặt Trác Y Nhiên thì bọn họ cũng không coi Tần Lâm ra gì, nhưng họ cũng không dám cãi lại cô. Đó không phải là người họ có thể so sánh được, phụ nữ làm phó đội trưởng đương nhiên đã có được sự công nhận của tất cả mọi người, không công nhận Tần Lâm nhưng họ công nhận Trác Y Nhiên. Đội trưởng, Trương Đức Tráng đề nghị ra trận. Người vừa nãy đến đón Tần Lâm bước ra khỏi xe, nhìn về phía Trác Y Nhiên. Trác Y Nhiên bất lực, rõ ràng đám minh vương này rất có hứng thú với Tần Lâm, mục đích chỉ có một, đó là đánh anh. Phải biết rằng Trác Y Nhiên là công chúa của cả đội biệt kích Giao Long. Bọn họ vừa kính nể vừa sợ hãi vừa yêu thương cô, bây giờ tự dưng xuất hiện một kẻ được đội trưởng Trác tín nhiệm như thế đương nhiên bọn họ không đồng ý rồi, cảm thấy địa vị của mình ở đội biệt kích Giao Long bị đe dọa nghiêm trọng. Những người tại đây đều là binh sĩ tài giỏi xuất chúng có 102 được lựa chọn từ 8 quân khu ở Hoa Hạ, chỉ bọn họ mới có thể một đấu 100, gánh vác nhiệm vụ nơi biên cương. Nhưng binh vương nào cũng rất kiêu ngạo, họ chỉ phục những người có năng lực giỏi hơn mình. Ngay cả Trác Y Nhiên cũng phải đánh bại tất cả bọn họ mới có thể ngồi lên vị trí phó đội trưởng, đó mới thực sự là danh xứng với tiếng.
nhưng bọn họ không coi Tần Lâm ra gì, chẳng biết lai lịch ra sao mà lại làm sĩ quan huấn luyện của bọn họ, hơn nữa còn được cấp trên phê chuẩn, đúng là không thể chấp nhận được. Ai ai cũng nóng lòng muốn đấu với Tần Lâm một trận. Được, nếu vậy thì chúng ta luyện tập thôi. Tần Lâm nhún vai, đồng tình nói, đúng lúc tâm trạng của bản thân không được tốt, đám người này lại cứ đâm đầu vào miệng súng của anh, nếu như không dạy dỗ một bài học chẳng phải bọn họ sẽ cho rằng anh dễ bắt nạt sao. Bây giờ Tần Lâm đang rất bực bội, đám người này lại cứ muốn đấu với anh, vậy thì để họ được toại nguyện đi. Trương Đức Tráng, trông chờ vào cậu đấy nhé, không được làm mất khí thế của anh em chúng ta đâu. Đúng thế, Trương Đức Tráng dạy dỗ cậu ta một trận đi, để cậu ta biết được đội biệt kích Giao Long chúng ta ai ai cũng là tay đáng gờm một đấu 100. Nếu thua thì không được khóc đấy nhé, ha ha. Trác Y Nhiên cũng rất bất lực với bọn họ, người mạnh sẽ luôn nhận được sự tôn trọng, trước khi biết được sự lợi hại của Tần Đại Sư đám người này chắc chắn sẽ không nể mặt anh, cho dù là bản thân cô cũng không phải ngoại lệ, bọn họ tôn trọng cô nhưng lại không tôn trọng Tần Đại Sư. Nắm đấm mới là cách giải quyết tốt nhất. Trương Đức Tráng chậm rãi bước đến chỗ Tần Lâm, mỗi bước đi đều chắc nịch, cơ thể cường tráng, nắm đấm mạnh mẽ to lớn, hoàn toàn có thể hạ gục Tần Lâm, các binh vương xung quanh đều háo hức chờ xem cảnh tượng này, bọn họ muốn nhìn thấy Trương Đức Tráng đánh Tần Lâm một trận tơi bời. Bỏ đi, anh yếu ớt quá, các người lên cùng nhau đi, như thế có thể gắng gượng được trong một phút. Tần Lâm cân nhắc rồi nói. Soạt, một hòn đá làm gợn lên ngàn ngọn sóng. Cũng coi thường người khác quá rồi đấy nhỉ, anh tưởng mình là ai chứ? Bảo chúng tôi cùng xông lên, anh biết như thế sẽ đáng sợ thế nào không? Lời nói của Tần Lâm khiến tất cả mọi người phẫn nộ, con người này đúng là ngông cuồng quá thể đáng, nếu như bọn họ cùng nhau xông lên Tần Lâm chắc chắn sẽ không đỡ nổi một đòn, chết một cách khó coi. Con người này đang tự rước họa vào thân. Ánh mắt ai nấy đều sắc như dao nhìn về phía Tần Lâm, ngọn lửa phẫn nộ cháy bừng bừng trong mắt mỗi người. Bọn họ không chỉ muốn thiêu cháy Tần Lâm mà hận không thể ăn sống thịt anh. Bởi vì chưa từng có ai hống hách trước mặt họ như thế. Đội biệt kích Giao Long là quân đội bí mật lớn mạnh nhất Hoa Hạ, ai ai cũng là binh sĩ xuất sắc người thường khó có thể tưởng tượng nổi, là vương của binh vương, người mạnh không ai địch nổi, sao bọn họ có thể coi trọng Tần Lâm được chứ? Bọn họ có kinh nghiệm đầy mình, tên ẻo lả này thì biết gì chứ? Bọn họ đã phải trải qua biết bao nhiêu trận chiến đẫm máu mới có thể trở thành kẻ mạnh như ngày hôm nay. Sức mạnh của họ được đổi lấy từ sự nỗ lực và máu của chính bản thân, tích lũy bằng hài cốt của kẻ địch. Đối với đám người Trương Đức Tráng mà nói, bọn họ chính là cao thủ đứng trên đỉnh Hoa Hạ. Bọn họ không thể chấp nhận được sự khiêu khích của Tần Lâm. Chúng tôi nhiều người như thế, một mình anh sao có thể đánh lại được chứ? Anh coi chúng tôi là rác rưởi sao? Cho dù là tên côn đồ hơn 20 tuổi ngoài đường phố anh cũng chưa chắc đã hạ gục được. Vốn dĩ định cử Trương Đức Tráng chơi đùa một trận với anh, nhưng không ngờ Tần Lâm lại không coi ai ra gì, bảo tất cả xông lên cùng một lúc. Bọn họ chưa từng chịu sự nhục nhã như này, nhưng giờ lại bị Tần Lâm khiêu khích, tên này muốn một mình khiêu chiến với đội biệt kích Giao Long sao? Ây dô, tôi đúng là được mở mang tầm hiểu biết, cậu muốn khiêu chiến với tất cả chúng tôi sao? Cùng nhau xông lên. Cậu chắc chắn mình không đùa đấy chứ? Cho dù có chút bản lĩnh thì cũng không thể ngông cuồng như thế này được. Hôm nay tôi không chấp nhặt với cậu, một mình Trương Đức Tráng là cậu ăn đủ rồi. Trương Tử trông chờ vào cậu đấy, chúng tôi không muốn cậy đông bắt nạt, tránh để đội trưởng không vui. Cậu thanh niên bé nhỏ nên về nhà đi thả thính mấy em gái thì hơn, trên núi không phù hợp với cậu đâu. Ha ha, cái đồ tự cao tự đại, cậu là cái thá gì chứ? Cậu có biết mình đang nói gì không? Còn khiên chiến với tất cả chúng tôi, sao cậu đi khiên chiến với cả 8 quân khu đi? Phí lời với cậu ta làm gì, Trương Tử, dạy dỗ cho cậu ta một trận đi. Trương Đức Tráng lắc cổ, anh ta là niềm hy vọng của tất cả các anh em, chỉ là bọn họ sợ mất thể diện nếu không đã sớm ra tay đánh Tần Lâm từ lâu rồi. Tôi nói rồi, đám rác rưởi các người cùng nhau lên đi, nếu không tuyệt đối sẽ không trụ được một phút đâu. Tần Lâm lạnh nhạt nói. Ngang ngược. Tự cao tự đại. Nói mấy người là rác rưởi, mấy người vẫn không phục à? Cùng xông lên đi, đừng nói tôi không cho mấy người cơ hội, mấy người không biết quý trọng thì đừng có trách tôi. Tần Lâm vừa dứt lời, mọi người lập tức kích động, vẻ mặt âm u, đang sỉ nhục bọn họ sao, đúng là không thể nhịn được mà. Là anh tự chuốc lấy đấy. Đội phó Trác,
không thể trách chúng tôi được, là anh ta tự tìm cái chết, vậy chúng tôi sẽ tiếp anh ta đến cùng. Hi hi, thiên đường không có đường cho anh đi, địa ngục cũng không có cửa cho anh vào đâu, anh nghĩ anh là ai? Dám ngạo mạn trước mặt đội biệt kích Giao Long sao? Nếu đã như vậy, anh ta đã xin chúng tôi cùng lên, vậy chúng tôi phải do dự cái gì nữa? Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn, sát ý ngút trời áp bức Tần Lâm. Theo như bọn họ nói, Tần Lâm chính là một tên nhóc không biết điều, vậy mà còn muốn làm huấn luyện cho bọn họ, đang đùa nhau sao? Sao có thể chứ? Hôm nay bọn họ phải khiến Tần Lâm phải dùng cáng để khiêng ra ngoài. Bọn họ đều là trai tráng trong rừng, ai cũng mạnh mẽ, sau khi bị Tần Lâm kích động bọn họ trở lên vô cùng liều lĩnh, dù gì thân phận và địa vị đã rõ ràng rồi, ai mà có thể bình tĩnh được chứ? Tần Lâm đã nói muốn bọn họ cùng lên, vậy bọn họ còn gì để do dự thêm nữa, bây giờ Tần Lâm sẽ không còn bất cứ cơ hội để trốn thoát nữa rồi. Tổng cộng 23 người, mọi người ra hiệu ngầm với nhau, vô cùng chuyên nghiệp, vừa ra tay đã dùng chiêu hiểm, vì bọn họ chỉ có một mục đích là đá Tần Lâm ra khỏi đội của bọn họ, người kiêu căng ngạo mạn như vậy không xứng làm huấn luyện của bọn họ. Trác Y Nhiên vô cùng khổ tâm, cô cũng hết cách, nhưng nhiều người đối phó với Tần Đại Sư như vậy, Tần Lâm có đánh lại được không? Nghĩ lại lúc đầu Tần Đại Sư đối đầu với đám người Hoa kia hiên ngang oai hùng biết bao nhiêu, lần này phải đối đầu với thành viên của đội biệt kích Giao Long chắc sẽ không quá bị động đâu. Nhưng thành viên của đội biệt kích Giao Long cũng đều là những cao thủ hiếm có, khi bọn họ kết hợp lại thì sức mạnh đó không chỉ đơn giản là phép cộng đâu, mặc dù Tần Lâm rất lợi hại, nhưng muốn đánh bại bọn họ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng Trác Y Nhiên hiểu rõ, nếu Tần Đại Sư không thể đánh bọn họ phục sát đất thì sẽ không thể huấn luyện bọn họ được. Lên hết đi! Tần Lâm hét lên, rồi xông lên phía trước không chút sợ hãi, đối diện với cao thủ của đội biệt kích Giao Long, Tần Lâm lại càng chiến đấu mạnh mẽ hơn. Sử dụng những đòn đánh lợi hại, trưởng pháp nhanh như điện. Tốc độ của Tần Lâm vô cùng nhanh khiến bọn họ không thể theo kịp, nhanh đến nỗi khiến mọi người ngạt thở, từng đòn đánh được tung ra, nhưng không một ai có thể chống trả được Tần Lâm. Mặc dù người của đội biệt kích Giao Long rất mạnh nhưng Tần Lâm còn mạnh hơn nữa anh còn là cao thủ huyết mạch, bọn họ còn chẳng biết một cao thủ huyết mạch có thể mạnh tới mức nào, vì với năng lực của bọn họ, cho đến bây giờ cũng chưa từng được tiếp xúc với cao thủ huyết mạch thật sự nào. Cho dù là Trác Y Nhiên cũng luôn giữ kín việc Tần Đại Sư là cao thủ huyết mạch. Thời gian vừa đúng một phút, hơn 20 người đều ngã xuống đất, bị Tần Lâm đánh đến nỗi chẳng còn chút sức lực nào để đánh trả. Tất cả đều là một đòn chí mạng, nếu Tần Lâm không nhẹ tay thì đám người này còn bị thương nặng hơn nữa kìa. Lúc này, Tần Lâm đứng ở chính giữa, như một nét chấm phá trong vạn đóa hoa, hơn 20 binh vương kêu la gào thét, mặt mũi trắng bệch, mất đi phong thái thường ngày. Bọn họ đều bị Tần Lâm đánh tâm phục khẩu phục rồi, kẻ mạnh là ai? Đây mới chính là kẻ mạnh thật sự, một chiêu đã khống chế được đối thủ, dứt khoát không dây dưa. Hơn nữa vòng vây liên kết của bọn họ nhiều người như vậy mà Tần Lâm chỉ giải quyết trong vòng một phút, chẳng lẽ thế này còn chưa đủ giải thích nữa sao? Trác Y Nhiên khẽ nói. Tần Lâm gật đầu. Mọi người đều là trường cột của đất nước, sức mạnh cũng không tầm thường, tự phụ cũng là điều khó tránh. Tôi mong trước mặt kẻ địch mọi người đừng kiêu ngạo tự phụ như vậy là được. Tôi sẽ không chấp nhặt với mọi người, tôi được đội phó Trác mời đến để nghiên cứu cùng mọi người, học tập lẫn nhau, không nói tới việc chỉ dạy. Nhưng nếu mọi người không nghe lời tôi sẽ không nhẹ tay đâu. Tần Lâm khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc nói, lúc này không ai dám nói thế câu nào. Nếu có chắc chắn Tần Đại Sư sẽ vả chết người đó mất, với sức mạnh của Tần Đại Sư bọn họ đã được lĩnh giáo rồi, bây giờ còn ai dám đứng ra chống đối nữa chứ? Ai cũng ngoan ngoãn đứng trước mặt Tần Lâm giống như học sinh tiểu học vậy, vô cùng ngoan ngoãn. Đã nhớ hết chưa? Trác Y Nhiên trầm giọng nói. Từ bây giờ trở đi nếu ai dám chống đối giáo quan Tần thì sẽ bị đuổi. Vâng, giáo quan Tần. Tất cả mọi người vội vàng đứng thành hai hàng, không ai muốn bị bỏ lại, ai cũng muốn trở thành nhân tài như Tần Đại Sư, cho nên bọn họ nhất định phải học tập Tần Đại Sư thật tốt. Bây giờ Tần Lâm đã nhận được sự tôn trọng của mọi người, trong ánh mắt bọn họ có một sự chân thành sâu sắc vì bọn họ chỉ tôn trọng người mạnh. Tần Lâm gật đầu với Trác Y Nhiên. Anh không tới đây vì Trác Y Nhiên mà anh đến đây vì nhiệt huyết mạnh mẽ của những người thanh niên này, bọn họ không ngại tất cả, liều lĩnh, bất cần, là những người bảo vệ tổ quốc, bảo vệ hòa bình, không màng tới cảnh chiến tranh khốc liệt vẫn âm thầm chiến đấu, không
không ai là chối bỏ trách nhiệm này. Mặc dù bọn họ chưa từng có tên họ, mặc dù đến khi chết bọn họ vẫn không có nổi văn bia thuộc về mình, nhưng bọn họ là những người đáng kính phục nhất ở mảnh đất Hoa Hạ này, là người mà Tần Lâm cũng vô cùng cảm phục và kính nể. Nhìn thế giới có vẻ hòa bình nhưng lại ẩn sâu những lớp sóng dữ đang chảy cuồn cuộn bên trong, làm gì có năm tháng thanh bình, chỉ là có người âm thầm thay bạn gánh vác những chặng đường phía trước thôi. Cho nên Tần Lâm mới nghiêm túc xuất hiện ở đây để truyền lại những kiến thức mà mình đã được học cho bọn họ, mong sẽ có chút tác dụng với bọn họ, hy vọng sẽ thêm một cơ hội sống khi liều mạng với kẻ địch trên chiến trường. Thế giới này cần bọn họ, đất nước này cần bọn họ, ngôi nhà này cũng cần bọn họ. Cho dù họ là con của ai, chồng của ai, hay là bố của ai thì gia đình luôn luôn có người chờ đón họ về. Bọn họ là những người đáng yêu nhất. Quyền pháp, công phu của sư phụ truyền cho anh chắc chắn không tầm thường, năm đó sư phụ là cao thủ bảng hổ, đứng đầu cả Hoa Hạ. Mấy hôm nay, tất cả thành viên của đội biệt kích Giao Long liên tục tập luyện, dưới sự huấn luyện với cường độ cao của Tần Lâm ai cũng có sự tiến bộ rất lớn, năng lực chiến đấu có sự lớn mạnh vượt bậc. Giáo quan Tần, cảm ơn cậu rất nhiều. Trác Y Nhiên nở nụ cười nhìn Tần Lâm, mấy hôm nay cô ấy cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn tập luyện cùng bọn họ, dưới sự chỉ đạo của Tần Lâm sức mạnh cũng có sự tiến bộ lớn, cả đội biệt kích Giao Long đều một lòng đoàn kết, bọn họ luôn tán thành với cách dạy rất thẳng thắn phóng khoáng của Tần Lâm. Mỗi lần Tần Lâm huấn luyện chiến đấu thực tế cho hơn 20 thành viên của đội biệt kích Giao Long, bọn họ đều bị đánh cho tơi tả. Những Tần Lâm lại có thể nhìn ra bọn họ có sự tiến bộ vô cùng lớn. Không cần khách khí như vậy, bản lĩnh của tôi chỉ có vậy, những thứ sư phụ dạy cho tôi trước khi tu hành tôi đã dạy hết cho mọi người trong mấy ngày này rồi, cũng đến lúc phải đi rồi. Tần Lâm cười rồi nói. Tần Đại Sư, cậu định đi sớm vậy sao? Tôi tưởng cậu sẽ ở đây với chúng tôi một khoảng thời gian nữa cơ. Trác Y Nhiên có chút không lỡ, dù gì sức mạnh của Tần Lâm cũng lợi hại như vậy. Sẽ là một đối thủ chiến đấu thực tế tuyệt nhất đối với thành viên đội biệt kích Giao Long, bọn có thể giúp bọn họ đẩy mạnh sự tiến bộ trong sức mạnh, điều này không phải ai cũng có thể làm được đâu. Tần Lâm vừa đi, trong lòng cô lại cảm thấy trống rỗng. Giáo quan Tần, anh đi sớm vậy sao? Chúng tôi không lỡ xa anh. Đúng đó giáo quan Tần, anh hơi vội vàng rồi. Tôi còn chưa đánh đã tay với anh mà. Tôi thấy cậu ăn đòn chưa no thì phải. Nhưng mà Tần Đại Sư... Chúng tôi còn muốn ở với anh thêm khoảng thời gian nữa, nếu anh có thể gia nhập làm thành viên của đội biệt kích Giao Long thì tốt quá. Tần Lâm nắm chặt huy chương trong tay, vẻ mặt nghiêm túc nói. Vừa quay đi thì lại có một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Xem ra, chúng ta đến đúng lúc đó. Một người đàn ông trung niên, thân hình cao lớn, xuất hiện dưới chân núi, nhìn bọn họ từ rất xa. Là đội trưởng Liêu, ông ta đến đây làm gì? Đúng đó. Đội biệt kích Giao Long chúng ta và đội biệt kích Liệp Báo nước sông không phạm nước giếng cơ mà. Ông ta mang nhiều người tới đây như vậy chắc không phải đi chơi đâu. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Liêu Thừa Chí, Liêu đội trưởng, ông đến đây làm gì? Đội biệt kích Giao Long chúng tôi hình như không có mời ông tới đúng không? Trác Y Nhiên nói. Đây là thái độ cô nói chuyện với cấp trên sao? Mặc dù tôi không phải là cấp trên trực tiếp của cô, nhưng đừng quên. Cô thấp hơn tôi nửa cấp đó, bộ cô mới vào quân đội sao? Trác Y Nhiên, cô là cái thá gì mà chất vấn tôi? Liêu Thừa Chí lạnh lùng nói. Ông, giọng nói của Trác Y Nhiên trầm lắng, nhưng không chống đối, Liêu Thừa Chí nói đúng, cô thấp hơn ông ta nửa cấp, bây giờ cô không thể đối thoại trực tiếp với ông ta như vậy, cấp dưới phải có thái độ của cấp dưới. Ông cái gì mà ông, đội phó Trác, chẳng lẽ cô không biết nên nói cái gì à? Có cần tôi dạy cô không? Liêu Thừa Chí hừ một cái. Liêu đội trưởng, xin được hỏi ông đến đội biệt kích Giao Long có điều gì chỉ bảo? Trác Y Nhiên trầm giọng nói. Tôi tới tìm Tần Lâm, người này đã làm bị thương thành viên của đội biệt kích Liệp Báo chúng tôi. Chu Khuê An là người của tôi, cậu ta là cái thá gì mà dám đánh cả người của tôi? Liêu Thừa Chí nói. Lúc này Tần Lâm cũng thấy Chu Khuê An đang ở trong hàng, bọn họ có 30 người. Tất cả đều được võ trang đầy đủ, vô cùng hung mãnh, khí thế ngang ngược. Trên vai bọn họ còn đeo huy hiệu Liệp Báo, ai cũng cường tráng, không hề thua kém người của đội biệt kích Giao Long. Không hổ danh là bộ đội đặc chủng, binh vương, những người này đều là giường cột của Hoa Hạ. Cho dù Chu Khuê An là thiên tài đến từ võ đạo thế gia đứng trong hàng cũng không quá nổi bật.
nhưng rõ ràng Lưu Thừa Chí đến để tìm Tần Lâm gây sự, người của mình bị đánh, ông ta đương nhiên phải đứng ra để bảo vệ công lý, nói thẳng ra là đến tìm Tần Lâm để đòi lại công bằng. Lúc Chu Khuê An nhìn về phía Tần Lâm, ánh mắt vô cùng âm u, hôm nay anh ta đến tìm Tần Lâm tính sổ, sau khi nói với đại ca của anh ta, đại ca chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho anh ta, chuyện này liên quan đến đội biệt kích Liệp Báo nên không thể bỏ qua dễ dàng được. Chu Khuê An xuất thân từ võ đạo thế gia, còn là con cưng của bọn họ, nhưng sau khi Tần Lâm xuất hiện, tất cả đều thay đổi, đến gia tộc nhà anh ta cũng bị Tần Lâm đánh tơi bời, không có sức để đánh trả nên anh ta chỉ có thể nhờ cậy đại ca, cũng may mà có chỗ mà dựa vào. Đại ca nói sẽ giải quyết chuyện này cho anh thì chắc chắn sẽ làm được, Tần Lâm là cái thá gì chứ, ông ta là đội trưởng của đội biệt kích Liệp Báo, thân phận và sức mạnh chắc chắn không phải cùng hạng với Tần Lâm. Bây giờ Tần Lâm đã là thành viên của đội biệt kích Giao Long chúng tôi, đã được lãnh đạo phê chuẩn, đội trưởng Lưu, chắc ông tìm nhầm người rồi, ông đừng hòng động vào cậu ấy. Trác Y Nhiên nói với vẻ mặt trầm lặng. Thế sao, vậy để tôi xem ai dám ngăn cản tôi. Lưu Thừa Chí cười ha ha nói, khóe miệng nhếch một nụ cười thản nhiên đầy vẻ chế nhạo. Tôi định sẽ so tài với cậu ta để xem cao thủ đánh thành viên của đội biệt kích Liệp Báo nghiêm trọng như vậy rốt cuộc lợi hại đến nhường nào, nhưng bây giờ xem ra không có cơ hội đó rồi. Vậy cũng tốt, bây giờ cậu ta là thành viên của đội biệt kích Giao Long đúng không? Vậy chúng ta gặp nhau trên tòa án quân sự đi, tôi nghĩ tòa án quân sự nhất định sẽ cho thành viên của đội biệt kích Liệp Báo một câu trả lời thuyết phục, xuống tay với đồng đội của mình sẽ phải chịu hậu quả gì các không cần tôi phải dạy cô đúng không? Trác Y Nhiên. Lời của Lưu Thừa Chí khiến tất cả mọi người đều biến sắc, người của đội biệt kích Giao Long đương nhiên biết tòa án quân sự có ý nghĩa gì, một khi tòa án quân sự giải quyết việc này có nghĩa là Tần Lâm sẽ mãi mãi bị mang tiếng xấu, hơn nữa còn vô cùng bị động. Lưu đội trưởng, ông đang ép tôi sao? Ông tưởng đội biệt kích Giao Long chúng tôi dễ bắt nạt vậy sao? Trác Y Nhiên cắn răng nói. Vậy cô tưởng đội biệt kích Liệp Báo chúng tôi dễ bắt nạt sao? Tôi nghĩ lúc đầu cô cũng ở hiện trường đúng không, lúc đó Chu Khuê An bị đánh như thế nào không cần tôi phải nói nhiều chứ. Mối thù này cô bảo chúng tôi phải báo như thế nào. Lưu Thừa Chí cười lạnh lùng. Thật ra tôi cũng không định đối phó với cậu ta, oan gia nên giải chứ không nên kết, dù gì mọi người cũng là bạn chiến, nếu đánh nhau thật thì chỉ làm trò cười cho người khác thôi. Nhưng cấp dưới của tôi không cam tâm, bọn họ anh em như thể chân tay, nói là phải đòi lại công bằng. Cô nói xem làm sao mà tôi ngăn cản được, tôi còn cách nào nữa chứ? Lưu Thừa Chí khoanh tay. Cho nên người anh cả tôi đây cũng không thể đè nén được ngọn lửa tức giận trong lòng họ, bảo bọn họ qua đây, tất nhiên là không lên tòa án quân sự cũng được. Anh em cấp dưới của tôi cũng chỉ muốn đấu với cậu ta vài chiêu thôi, không quá đáng đúng không? Không sao, nếu anh em đội biệt kích Liệp Báo đã có hứng thú như vậy thì để tôi chơi cùng bọn họ, chuyện này cũng chẳng có gì to tát cả, cô nói xem. Phó đội trưởng Trác, cô đừng tức giận chỉ vì chuyện nhỏ này, chỉ là so tài một chút thôi, chúng ta đều làm việc cho tổ quốc mà. Tần Lâm nhún vai, nói với vẻ mặt bình tĩnh. Trong lòng Trác Y Nhiên khổ tâm, đúng là lo bò trắng răng, nhưng cô lo lắng đám người đội biệt kích Liệp Báo sẽ chơi xấu, đến lúc đó nếu Tần Đại Sư không cẩn thận rất có khả năng sẽ trúng kế. Đúng là giáo quan Tần thâm minh đại nghĩa, chỉ là so tài chơi thôi mà, không cần phải tức giận, ha ha ha. Nào anh em, đến lúc anh em được biểu diễn rồi. Với Lưu Thừa Chí mà nói, ông ta đúng là muốn kết quả như vậy, nếu Tần Lâm đã đồng ý vậy thì chẳng phải càng tốt sao. Xem ra anh có vẻ rất tự tin, nhưng ông ta càng tự tin với cấp dưới của mình hơn, hơn 30 cao thủ chẳng lẽ lại không làm gì được tên rác rưởi kia. Mặc dù Chu Khuê An bị đánh cho tơi bời, nhưng dù gì cũng là đơn vị tác chiến, hơn nữa lần này bọn họ nhiều người như vậy. Chắc chắn Tần Lâm không thể tưởng tượng được đâu. Một cộng một không phải đơn giản là bằng hai đâu. Đội biệt kích Liệp Báo đã từng trải qua rất nhiều trận vào sinh ra tử, ai cũng là những cao thủ hàng đầu, chỉ có người đã từng trải qua sống chết mới biết được mình mạnh mẽ đến đâu. Hơn nữa Chu Khuê An có quan hệ rất tốt với các chiến hữu, nếu lần này mình lại bị ăn đòn nữa thì đồng nghĩa với việc đội biệt kích Liệp Báo sẽ bị mất mặt, Lưu Thừa Chí sao có thể dễ dàng tha thứ như được chứ. Nhưng bây giờ nói gì thì cũng không còn quan trọng nữa rồi, nếu thằng nhóc không biết điều này đồng ý rồi thì bây giờ bọn họ sẽ cho Tần Lâm một bài học. Tần Đại Sư, lần này bọn họ đến đây chắc chắn không có gì tốt lành, rõ ràng là nhằm vào cậu. Trác Y Nhiên trầm giọng nói,
vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Không sao, có một số chuyện nếu đã làm rồi thì nhất định phải giải quyết cho xong, ông nói xem có phải không? Đội trưởng Lưu. Tần Lâm cười nói. Tần đại sư quả đúng là hảo hán, đều là anh em cả, so tài một chút, cũng chỉ là mong muốn của mấy anh em cấp dưới của tôi thôi. Chu Khuê An hiền lành từ nhỏ, cho dù có bị bắt nạt cũng chẳng dám kêu, nhưng đội biệt kích Liệp báo chúng tôi thì không thể bỏ qua được. Tần đại sư, tôi cũng rất mong được thỉnh giáo sức mạnh của cậu, mời. Liêu Thừa Chí híp mắt lại, khóe miệng nhếch một nụ cười đều, ánh mắt Chu Khuê An lại càng âm u hơn, món nợ này cuối cùng cũng được xử lý rồi. Nhà họ Chu bọn họ bị đánh cho tan tác, suýt nữa thì chết cả họ, nếu không nhờ có sức mạnh của đại ca thì có lẽ anh ta sẽ không có cơ hội này rồi. Anh em cũng rất nóng lòng muốn tỉ thí, muốn báo thù cho anh ta, bây giờ bọn họ không có chút áp lực nào, đội biệt kích Liệp báo hơn 30 người chẳng lẽ không đối phó được với Tần Lâm. Hi hi hi, Chu Khuê An dường như đã nhìn thấy cảnh Tần Lâm phải quỳ dưới đất xin tha. Đấu với tao à, tao phải cho mày chết không chỗ chôn thân. Hai bên mà có bị thương thật thì Lưu đội trưởng chắc không để ý đúng không? Tần Lâm hỏi. Không đâu, không đâu. Tần đại sư nói cái gì vậy, chỉ là so tài một chút thôi, thắng thua là chuyện bình thường, cho dù có bị thương cũng là dễ hiểu. Mọi người cứ cố gắng hết sức, tần đại sư cũng muốn xem các cậu có phải đều là hạng vô danh tiểu tốt hay không, đừng làm mất mặt đội biệt kích Liệp báo đấy. Liêu Thừa Chí trầm giọng nói. Vâng đội trưởng, người của đội biệt kích Liệp báo đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt hớn hở, đàn kiến cắn chết voi, bọn họ nhiều người như vậy còn là binh vương được tuyển chọn kỹ lưỡng. Sao có thể thua Tần Lâm chứ? Đội trưởng của tao gọi mày là Tần Đại Sư vậy mà mày còn tưởng mình là Đại Sư thật sao? Giáo quan Tần. Cẩn thận nhé giáo quan. Giáo quan Tần, chúng tôi ủng hộ anh. Người của đội biệt kích Giao Long rất tin tưởng Tần Lâm nhưng trận đấu này, trận so tài này rõ ràng là sẽ không ai nhường ai cả, mà Tần Lâm lại là bên yếu thế hơn, bởi anh chỉ có một mình. Mấy hôm vừa rồi bọn họ cũng đã từng chiến đấu thực tế với giáo quan Tần. Lần nào cũng thua, nhưng lần này số người của bọn họ nhiều hơn một nửa, đây mới là điều kinh khủng nhất. Liệu giáo quan Tần có thể giữ phong độ thường ngày của mình và cho bọn họ một bài học nhớ đời không? Người đông thế mạnh, câu nói này đang thể hiện đúng tình thế của đội biệt kích Liệp báo. Nhưng giáo quan Tần cũng không phải người dễ chọc, cho nên bọn họ rất tin tưởng vào giáo quan Tần. Tần đại sư, đắc tội rồi. Tất cả mọi người lần lượt xếp hàng thành một vòng tròn bao vây Tần Lâm. Trận chiến lớn vô cùng căng thẳng. Không cần phải nương tay, vì tôi cũng sẽ không nương tay đâu. Ánh mắt của Tần Lâm rực cháy, đám nhóc này muốn thăm dò sức mạnh của mình đây, các cậu còn non lắm. Tần Lâm chuẩn bị tinh thần chiến đấu, đứng ở vị trí trung tâm, mọi người đều vô cùng căng thẳng, chuẩn bị cho Tần Lâm một đòn chí mạng. Nói là so tài nhưng người của đội biệt kích Liệp báo đều đã chuẩn bị kỹ càng, phải cho Tần Lâm một đòn phủ đầu. Phải khiến anh quỳ xuống cầu xin tha mạng, xin lỗi Chu Khuê An mới được. Lên! Một tiếng hét lên, cao thủ của đội biệt kích Liệp báo ùn ùn kéo lên, gần như không có chút chậm trễ nào, không thua kém gì người của đội biệt kích Giao Long. Hơn nữa bọn họ còn độc ác hơn, lúc trước đội biệt kích Giao Long chiến đấu là vì so tài và học tập lẫn nhau, nhưng bây giờ đội biệt kích Liệp báo đến đây là có mục đích rõ ràng, cho nên trận chính này càng kích thích hơn, càng chân thật hơn. Không có chút kiêng nể nào. Chỉ muốn một đòn khống chế địch. Chuyện ngôn tình. Đối diện với gọng kìm và sự bao vây của nhiều cao thủ như vậy Tần Lâm cũng không chút do dự, từng quyền dứt khoát, những nắm đấm mạnh mẽ nhắm thẳng vào cơ thể bọn họ, không ít người hít một hơi thật sâu, sắc mặt tái mét. Cảnh tượng mà Liêu Thừa Chí tưởng tượng hoàn toàn không xuất hiện, bây giờ mặt mũi của đội biệt kích Liệp báo đã không còn chút gì nữa. Liêu Thừa Chí có cảm giác xấu hổ muốn chui xuống đất. Vừa rồi mới lớn tiếng khẳng định mà hiện thực vả mặt ông ta quá nhanh, mấy người phải kiên cường thêm chút nữa chứ, mấy lời làm màu ông ta còn chưa kịp nói ra mà mấy người đã ngã hết rồi, sao ông ta còn làm người được nữa chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 58.